Thưa đại chúng, ở trong tất cả của chúng ta, bản thân của chúng ta, ai cũng có một cái nội lực. Nội lực tức là cái sức mạnh ở bên trong mình. Thí dụ như là mình nhìn một cái người nào đó sức khỏe tốt, thí dụ như da dẻ hồng hào, mắt nhìn thấy trong sáng, tướng đi hay là lời nói vân vân, thì mình biết được cái nội tạng của cái người đó tốt. Nội tạng tốt, sức khỏe tốt, cho nên nó hiện ra cái ngoại tướng tốt. Nhưng mà nếu như người đó có bệnh, tâm tư buồn rầu sầu khổ thì nó cũng hiện lên. Thí dụ như người bệnh gan thì nó hiện lên da vàng, hay là da nám, hay là mắt vàng. Nói chung là khi trong nội tạng của mình không khỏe, dù là thân hay là tâm, thì nó cũng biểu lộ chút chút cho người khác thấy là mình không có được khỏe. Nhưng mà rồi có những người, ví dụ mình thấy họ mập mạp, nhưng mà cái mập đó nó có cái vẻ nó không phải bình thường, thì cũng chứng tỏ là cái mập đó là do cái bệnh. Có nhiều người người ta bệnh đau nhức, ta uống thuốc đau nhức nhiều. Uống thuốc đau nhức nhiều thì nó giữ nước trong người, cho nên nhìn người đó bệnh, mập, nhưng mà nhìn có vẻ như phù, chứ không phải là do cái mập bình thường. Như vậy thì ai trong chúng ta có cái nội lực? Thì người bình thường họ cũng có cái nội lực, là do hàng ngày người ta tư duy, người ta quán chiếu như thế nào đó để người ta có được cái sức vững chãi. Cách đây một tuần thì Pháp Hòa đi giảng trong một cái cuối tuần thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, mà Pháp Hòa đi ba tiểu bang bên Mỹ. Và ngày thứ bảy giảng ở Minnesota, xong ra phi trường bay qua Boston để chủ nhật giảng ở Boston. Xong Boston chiều chủ nhật thì lại đi thẳng về Connecticut để tối thứ hai giảng đó. Rồi từ Connecticut mới bay về lại Canada. Thì trong 3 ngày cuối tuần đi 3 tiểu bang. Thì cái buổi cuối cùng có bà đi thăm một bà cụ. Năm nay là 90 tuổi, gần 90 tuổi. Thì bà bị bệnh. Thì bác sĩ nói là bà sống không có lâu. Nhưng mà vậy đó, mà dây dưa cũng năm rồi. Nhưng mà tinh thần tốt, ăn bình thường, ngủ bình thường. Mà ban đêm thì không có ngủ. Nhưng mà được một phước là các người con chăm sóc bà rất kỹ. Các cô gái thay phiên nhau chăm sóc bà rất kỹ. Ăn uống, một ngày bà ăn không biết bao nhiêu lần. Ăn chút 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 mà ăn hoài. Ban đêm thì không ngủ nhưng mà tỉnh. Mà trong gia đình các người con nghĩ rằng bà không có khả năng tiếp nhận được khi mà bà biết bà mang bệnh nặng. Mà bà thì có cái bệnh lãng tai. Thì có một hôm á, cô gái nói giống như ngồi chăm sóc bà rồi nói chuyện cho bà nghe. Thì cô cũng trút ra những gì trong lòng cô. Cô nói là má bệnh vậy đó. Thì cô nghĩ rằng cô chỉ nói thôi chứ mẹ không có nghe đâu. Nhưng mà không ngờ qua ngày hôm sau, khi ngồi nói chuyện thì mà lúc cô nói như vậy thì cô nhìn bà thấy bà cũng bình thản, không giống như bà không nghe chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà ngày hôm sau trong một cái câu chuyện đó, trong buổi nói chuyện, thì bà nói cho biết rằng bà đã biết được cái bệnh tình của bà, và nhưng mà cô ngạc nhiên là bà bình thản vô cùng, như không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì Pháp Hòa mới nói với quý vị trong gia đình đó, mình nhiều khi mình nghĩ bà không có cái nội lực để mà chấp nhận, nhưng mà thật sự bà đã sống tới từng tuổi này rồi, đã thấy, bà đã chứng kiến và nghe thấy biết những sự ra đi của con cháu mình. Bà có người con mất trước bà nữa cũng bệnh, thành thử ra có lẽ là bà cũng quán chiếu, nhưng mà nhiều khi mình nhìn mình không biết thôi, chứ thật sự người đó có cái quán chiếu, có cái thấy. Cho nên có nhiều người, người ta trước mọi cái thịnh suy á, người ta bình thản được là không phải là người ta giỏi gì, nhưng mà người ta thường có. Người đó không nhất thiết phải tu Phật, nhưng mà người đó
sống ở đời và đã thẩm thấu, không? Và bà có thể là bà đã trải qua những gì trong cuộc đời bà đã biết hết, bà đã thấu, bà đã trải qua rồi, cho nên không có gì để mà phải lo lắng buồn phiền nữa. Ngày hôm thứ năm Pháp Hòa đi an táng một bác Phật tử gốc người Việt nhưng mà sinh sống ở Lào, 75 tuổi. Thì đầu năm bà lên bà báo cho Pháp Hòa biết là bác sĩ nói là phát hiện là bà ung thư máu. Và trước đó, hai ngày đó là bà đi làm răng. Làm răng xong là định làm răng rồi thì hai ngày sau lên máy bay đi về Việt Nam. Thì không ngờ khi làm răng thì chảy máu và nó hành bà sốt. Đến khi mà đem vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ung thư máu, phải chữa trị. Cho nên hủy bỏ cái chuyến đi Việt Nam. Thì suốt thời gian như vậy, khi bà biết cái bệnh tình của bà cũng khó chữa thì bà về bà sắp xếp hết. Thí dụ như quà cáp muốn tặng cho con cái là bà để từng phần hết. Và bà dặn dò ai khi bà mất, ai là người lo bếp núc. Bởi vì con cái, con cháu đông lắm. Con cháu mà về mà chưa đủ đó nha, chưa đủ không mà đã 50 người, là chưa đủ. Còn nếu mà đủ nữa thì hơn, nhưng mà có một số người đến thăm trước đó rồi. Nhưng mà phải trở về lại để đi làm ở xa. Thì khi bà mất thì những người còn ở lại khoảng 50 người. Bà dặn ai lo cơm nước, ai lo việc giấy tờ bình thản. Thì Pháp Hòa lên tụng kinh, ngày nào cũng thu xếp và lên tụng kinh cho bà ăn thời. Thì cái buổi sáng tuần trước đó, người nhà gọi lên nói thấy bà có vẻ thở lên rồi. Lúc đó là 10 giờ sáng. Pháp Hòa chạy lên tụng kinh xong tranh thủ ngày hôm đó. Thì Pháp Hòa tụng cho bà cuốn Thủy Sám. Cái đến cái quyển thứ ba thì hai cuốn trước tụng trên bàn Phật, đến cuốn thứ ba thì tới ngay cái giường bệnh. Pháp Hòa ngồi và tụng, và Pháp Hòa nói rằng đây là cái buổi sám hối cuối cùng để mà nguyện cho bác được thanh thản nhẹ nhàng. Thì quý vị biết không, chỉ còn có một đoạn kinh nữa thôi, tức là tụng hết quyển Thủy Sám mà còn có một đoạn là kết thúc đó. Thì lúc đó bà nhẹ và trút xuống, không có một cái sự đau đớn, không gì hết, nhẹ đến mức độ là các người con không thể tưởng được cái sự nhẹ nhàng của bà như vậy. Và Pháp Hòa đã hộ niệm cho quý Phật tử mà người ta đi nhẹ về, mình thấy mấy người như vậy. Thì cái đó là cái gì? Tức là khi mà trong tâm, cái tâm trí của mình đã quán chiếu, đã thấu triệt thì mình buông bỏ nó dễ. Pháp Hòa ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình cầm cái gì trong tay rồi mình biết cái đó dơ, mình dục mà không hối tiếc. Nhưng mà có những cái mà mình thương quá, mình thích quá đó, trước khi mình dục thì mình lại cầm nắm, mình nâng niu. Còn mình biết cái đó là cái mà mình không thích thì mình vứt không hối tiếc. Xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình đi vệ sinh, có ai mà trừ khi nào bệnh muốn quán chiếu cái đó là cái gì thì phải coi, chứ còn thường là đi vệ sinh xong thì người ta muốn nhấn liền cho nó dội đi chứ không ai muốn dòm ngó nó. Thì ở trong cái bài kệ mình thường tụng khi mình đi vệ sinh, đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Nếu đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Tức là mình bỏ cái đó gấp mau và không tiếc nuối, cũng giống như là mình gấp bỏ cái tham, cái sân, cái si, những cái tội lỗi một cách gấp rút, không hối tiếc. Cho nên á, ở đây á, không có ai giỏi gì mà tự nhiên, trừ những người ta không có tâm tình, không có trái tim, không có tình cảm thì cái đường học đó khác. Nhưng mà thường ai trong chúng ta đã là con người thì đều có những cái cảm tình và đều có những cái cách sống bình thường của mình. Nhưng để cho mình có được một cái nội lực thì chúng ta cần phải có sự tu tập, phải có quán chiếu. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta khỏe mạnh đó, thì ta dùng cái gì? Dùng sức, phải không? Để mà khiêng vác, cái đó gọi là sức lực. Còn nếu một người mà người ta có tu hành, người ta có quán chiếu, người ta có tu hành thì gọi là đạo lực. Cho nên tự nhiên mình nhìn nơi người đó, nó tỏa ra một cái đạo, một cái gì đó lành thiện, mình cảm nhận được, cái đó gọi là đạo lực. Rồi cái người đó họ có cái lòng từ bi, như Đức Quan Âm,
có lòng thương lớn với tất cả mọi người xung quanh, tự nhiên nó cũng tỏa ra được. Cái lời nói của họ mình nghe nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng dịu dàng. Thí dụ như mình tập nói chuyện cái người đó tự nhiên lúc nào họ nói gì cũng nhỏ nhẹ, con ơi làm cái này cho bác, rồi thí dụ vậy. Cho nên ở nơi cái người đó nó tỏa ra được cái đạo lực. Cho nên ai cũng có lực hết. Nhưng mà có nhiều khi mình không có biết trưởng dưỡng. Và chữ trưởng là làm cho lớn lên, dưỡng là nuôi. Mình có nhưng mình phải nuôi cái đó thì gọi là trưởng dưỡng. Nếu mình không có nuôi thì nó sẽ mất. Cũng giống như người có sức làm việc nhưng mà phải dưỡng sức. Cho nên mình kêu là dưỡng sức. Dưỡng sức tức là có nhưng đừng xài hết, phải dưỡng. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có lực. Nếu mà chúng ta có sức khỏe mà không dưỡng thì mai mốt chúng ta kiệt sức. Đó, nó có những cái từ ngữ hết. Hễ mà chúng ta có mà biết dưỡng thì nếu biết dụng là gọi là dụng sức hay là dùng sức, rồi dùng tới đâu rồi dưỡng nó. Cũng giống như một cái xe mình chạy nhưng mà tới mấy tiếng mình phải tắt để mình để cho nó nguội cái máy, để nó không bị bơm, nó không bị cháy máy. Vậy thì chúng ta là, quý vị cứ tưởng tượng máy móc còn như vậy thì huống chi là con người. Thấy không? Cho nên cái tinh thần của mình cũng vậy, mình cũng phải dưỡng tinh thần. Cho nên thí dụ mỗi một ngày mình ngủ nghỉ á, thí dụ như những lúc mình nói nhiều thì mình hao cái khí lực. Mình nói nhiều mình hao cái khí, bởi vì cái khí là cái hơi. Mà mình nói nhiều là mình hao hơi, gọi là hao hơi. Hao hơi tức là tổn khí đó. Thấy không? Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ, mình lo lắng nhiều á thì người ta kêu tổn gì? Tổn thần. Hao thần tổn khí, mình thường hay nói vậy đó, hao thần tổn khí. Hao thần tổn khí là cái người lo lắng suy tư nhiều quá thì bắt đầu không có còn chú tâm. Có nhiều người người ta quên trước quên sau. Hoặc là tâm hồn bấn loạn là tại vì trong lòng có nhiều cái lo. Lo lắng muộn phiền gọi là hao thần. Mà mình nói nhiều gọi là tổn khí. Cho nên cái giờ mình đi ngủ á, nó cũng quan trọng lắm. Tại vì khi mình đi ngủ như vậy là mình dưỡng thần và dưỡng khí. Là khi mình khép miệng lại, mình không nói mà mình thở, gọi là dưỡng khí. Và buông xả mọi suy tư thì gọi là cái gì? Là dưỡng thần. Cho nên trong lúc mình ngủ là dưỡng thần dưỡng khí. Mình ngồi thiền có dưỡng thần dưỡng khí không? Có. Không có suy nghĩ gì nữa hết, một việc thôi, hơi thở. Bây giờ mình ngồi yên á, thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà cứ một cái câu niệm Phật điều hòa với hơi thở của mình. Nếu trong khi mình ngồi mình bị tê chân, xả chân xong đứng dậy, bước một bước A Di, bước một bước Đà Phật, đi thanh thản nhẹ nhàng, bao nhiêu cái muộn phiền lo lắng của mình nó rơi rụng hết. Bây giờ là mình đang dưỡng thần dưỡng khí. Thí dụ hôm nào mình mệt quá tụng kinh không ra tiếng, khỏi cần tụng ra tiếng, ngồi trì kinh, mở kinh ra đọc thầm thôi. Dạ, mình đâu cần phải tụng ra tiếng. Thí dụ như mình nói tụng không ra tiếng Phật không nghe. Không, bây giờ nếu mà Phật, một Phật ngồi trước mặt mình mà nghe rồi mười phương chư Phật sao nghe. Cho nên thật sự ra khi mình tụng kinh đó, mình tụng lớn là để làm gì? Là bởi vì đại chúng đông, mình tụng để cho người ta nương theo cái tiếng tụng của mình, mà người ta tụng có đều đặn, có nhịp nhàng, chứ không phải mình tụng cho Phật nghe. Phật thì ngồi đó, mình tụng nhỏ cỡ nào ngài cũng nghe. Nhưng mà ở đây là khi mình tụng kinh đó, mình lớn tiếng mình tụng là gì? Bởi vì đó là một cái cách để chúng ta xưng dương tán thán. Đã nói là phúng tụng mà, không? Phúng tụng là tụng nhịp nhàng mà để cho đại chúng có thể nghe. Cho nên mình phải mượn thêm cái tiếng mõ nữa. Để làm chi? Để lấy cái âm thanh tiếng mõ điều chúng, để cho mọi người tụng đúng theo cái nhịp mà mình đã quy định. Cho cái tiếng mõ đó nó có cái công năng là dìu dắt mọi người tụng cho nó liên tục. Rồi thỉnh thoảng
để cho đại chúng cùng một cái nhịp dứt hay là lạy, cho nên mình xài cái chuông. Mình dùng cái chuông để làm một cái tiếng báo hiệu là dừng hay là tiếp tục. Còn cái mõ là để điều chúng cho nó hài hòa. Rồi cái tiếng tụng của mình, người ta tụng, người ta bắt cao, mình tụng cao. Hay là người ta bắt thấp, mình tụng thấp. Mà nếu người ta bắt thấp mà mình tụng cao, tức là mình chỏi. Mà chỏi như vậy thì nó không có điều hòa. Cho nên tất cả mọi cái việc đó nó có cái công năng của nó. Thì ở đây cũng vậy. Hôm nào mình mệt, không cần tụng ra tiếng. Có nhiều hôm Pháp Hòa thường thường á, Pháp Hòa lại Phật á, thì Pháp Hòa hay đọc ra cái danh hiệu. Thí dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, lại xuống Nam Mô Phổ Minh Phật. Nhiều có bữa mình mệt, mình không có tụng ra tiếng, nhìn thôi. Trong đầu mình Nam Mô Phổ Quang Phật, tụng âm thầm đó. Vì vậy cho nên á, là tinh thần cũng phải dưỡng, mà khí lực cũng phải dưỡng. Cho nên thí dụ như là lâu lâu á, người ta tổ chức những cái buổi bồi dưỡng. Quý vị thấy không? À, bây giờ mình có mà mình xài quá, không có ấy, thì người ta tổ chức thí dụ như lớp học bồi dưỡng. Ở Việt Nam hay có cái chương trình bồi dưỡng trụ trì lắm. Chứ bồi dưỡng trụ trì là sao? Lâu lâu các thầy trụ trì sẽ có một cái buổi họp mặt trong 3 ngày. Rồi thỉnh các vị tôn đức đến chia sẻ những kinh nghiệm, và chư vị bộ trụ trì cũng có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm trụ trì. Bởi vì trụ trì là gì? Tức là cái người lãnh đạo một ngôi chùa, trụ ở đó. Để mà trụ tức là trụ ở đó, trụ là ở đó, trì là gìn giữ, ở và gìn giữ ngôi chùa, gìn giữ Phật tử. Như vậy thì lâu lâu á, nó có những cái thông tin, những cái vấn đề mà các vị trụ trì cần phải biết để mà kịp thời hướng dẫn cho Phật tử mình. Thì người ta phải tổ chức những cái lớp bồi dưỡng đó. Còn ví dụ mình nói ngoài đời á, là mình muốn đút lót cho ai, mình cũng đưa vài chục, mình nói cái này bồi dưỡng, uống cà phê, uống thuốc lá rồi chơi vậy đó. Không, nhưng mà về tinh thần mình bồi dưỡng ở đây là mỗi một người làm việc. Cho quý vị thấy ở ngoài đời á, người ta đi làm suốt một năm á, người ta cũng lấy vacation. À, quý vị thấy cái trong một cái xã hội văn minh á, là người ta bắt đầu thiết lập những cái cách nào để duy trì con người làm việc mà có cái sự nhàn nhã, rồi sau đó trở lại làm việc hay hơn. Cho nên ai cũng có holiday hết. Nếu quý vị dở lịch của Canada mình á, tháng nào cũng có một ngày nghỉ lễ. Khi mình lúc đó tháng 3, bây giờ mình là tháng 1 có New Year nè, tháng 2 không có lễ. Thì sau này ông tỉnh trưởng Alberta mới đặt ra cái ngày lễ Family Day 19 tháng 2 để có cái ngày holiday của tháng 2. Thấy không? Rồi tháng 3 có lễ nè. Tháng 2 mình có Easter, tháng 4 rồi có Easter, rồi có Good Friday. Tháng 5 có Victoria Day. Thấy không? Tháng 6 có lễ gì? Có không? 1 tháng 7 có Canada Day. Tháng 8 là Heritage Day. Tháng 9 là Labor Day. Tháng 10 là Thanksgiving. Tháng 11 là Remembrance. Tháng 12 là Christmas. Mỗi một tháng như vậy người ta chia cái lễ ra để ít nhất có một ngày nghỉ ngơi. Rồi một năm tùy theo làm việc của mỗi người, có những cơ quan đầu tiên vô làm việc thì có được tuần hay 3 ngày, 4 ngày vậy đó. Làm càng lâu thì vacation mình càng nhiều, có những người tới 5 tuần lễ, vân vân. Nói chung là người ta làm vậy để gì? Để cho mỗi người có thời gian nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu chúng ta có khuynh hướng là tổ chức đi chơi, gia đình đi đâu đó nghỉ ngơi, relax, không có lo lắng, thí dụ vậy. Chẳng hạn như lâu lâu mà về đây mấy cái dịp lễ đó, là Pháp Hòa có được nửa ngày holiday đó. Tức là trong phòng là không có điện thoại, không có ai gõ cửa, không ai gì hết. Là quý vị cho Pháp Hòa được cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mà thật sự là về đây là mới có được vài giờ đồng hồ để mà ngồi yên và không làm gì hết mà nghỉ ngơi.
Cho nên là mình nếu mà một người mà không có dưỡng á, thì nó mau kiệt. Cái đó là cái sự thật như vậy. Cho nên ai cũng có cái lực mà chúng ta cần phải dưỡng, ai cũng có sức để cần phải dưỡng, dưỡng sức và dưỡng lực. Và con người mình nó có hai phần, một là sức lực, hai là thần lực, hay là tâm lực. Vậy thì Phật giáo đã cống hiến cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta dưỡng thần, dưỡng sức. Ngồi thiền nè, tụng kinh nè. Và chúng ta tổ chức những cái ngày tu học đó là một hình thức dưỡng đó. Để làm chi biết không? Mình không bận rộn chuyện thế gian, chuyện việc làm. Mình vào trong đó là mình đi theo thời khóa, tụng kinh, nghe pháp, thảnh thơi thoải mái. Có những cái khóa thiền á, người ta tổ chức 7 ngày. Mà 7 ngày đó là không được nói chuyện. Thậm chí không có nghe giảng luôn. Tối ngày là chỉ ngồi thiền thôi, rồi ăn cơm, không nói chuyện. Và cái vị hướng dẫn cũng không giảng gì hết. Rồi ví dụ như chừng có thể có mỗi một ngày á, cái vị đó dành cho mình nửa tiếng hoặc một giờ để mình đến mình tham vấn. Trong khi mình ngồi thiền có những cái khó khăn trục trặc gì đó, mình đến mình tham vấn giờ đồng hồ thôi, rồi sau đó tự động về phòng. Mà quý vị biết không, có những khóa thiền của mấy người Tây qua biết đó, có những người người ta chịu không nổi đó, 3 ngày là người ta xin đi về đó. Coi vậy chứ không phải dễ đâu, tại vì người ta nói nó quen rồi, người ta lăng xăng nó quen rồi, mà biểu mà đừng có lăng xăng, đừng có nói chuyện, nghe thì dễ đó. Có những lúc mình mệt mình nói leave me alone, cho tôi tha cho tôi đi, cho tôi được yên thân đi. Nhưng mà thiệt sự thử người ta thả mình vô ngày coi mình chịu không nổi đâu. Khó lắm, nói vậy chứ không phải dễ đâu. Đây là bây giờ muốn biết là mình có bị cái đó không, thử vô xe biết. Nếu người nào mà vô xe ngồi mà tay không có múa máy chỉnh chọt mấy cái nút bấm mà disc này disc kia là biết người đó có khả năng chịu đựng được cái sự yên lặng. Có những người chịu nổi, hết dĩa này tới dĩa kia, bấm hết đài này tới đài nọ, nghe liên tục, cái sự phải có cái tiếng nói ở bên tai họ thì mới nghe được. Vì vậy cho nên á, mỗi người á, tự mình quán chiếu để mình biết là mình có những cái sức gì, lực gì, để rồi chúng ta phát triển và dưỡng. Thì Đức Phật cũng là một trong những người có được những cái lực đó. Nhưng mà thường thường á, là mình lo tâm lực, rồi sức lực, rồi này kia, mà mình quên có một cái gọi là trí lực. Trí lực là gì? Tức là cái lực của trí tuệ. Cái lực của trí tuệ. Tại sao cái người đó người ta buông bỏ nó dễ quá? Tại vì người ta thường quán chiếu để người ta thẩm thấu. Và một khi thẩm thấu thì trí tuệ người ta sanh. Và nó có một cái lực nó phát ra. Thí dụ như có những người bệnh con chút mà rên thì hì. Và có những người ta bệnh nặng, thiệt là nặng, mà ta chả rên chả gì, ta bình thản như người không có chuyện. Nó có lạ vậy. Có những người người ta làm cả ngày mà ta không rên nha. Có những người mới đụng vô 5 phút là bắt đầu trời ơi tôi làm từ sáng tới giờ. Ví dụ vậy. Thành nữ ra có những người, mỗi người ta cũng có một cái tập khí của người ta. Thành nữ cái trí lực tức là cái mà mình thường tư duy quán chiếu. Và Đức Phật là người được gọi là có đủ 10 cái trí lực đó, gọi là thập lực. Thập lực. Bây giờ chúng ta thường trong kinh nói Đức Phật là người có đầy đủ 10 cái trí lực. Còn bây giờ chúng ta đệ tử Phật, mình cũng tập tành, mình kiếm vài lực mình bỏ túi. Chứ còn nói dạ tôi bất lực là nguy hiểm quá. Bất lực tức là không có, tôi không có gì hết, tôi không có gì để tôi xài, tôi sống. Mà không có sao sống. Có. Nhưng mà có điều á, là chúng ta mạnh hay yếu, hay là chúng ta có dưỡng nó không, chúng ta có biết duy trì nó không thôi. Bây giờ mình nghiệm lại thôi, trong cuộc đời mình có bao giờ mình trải qua những ngày khổ chưa? Có. Mà tại sao mình qua được nó? Chứng tỏ mình có lực. Có điều là mình không nhận ra nó, hoặc là mình không nhận ra, hoặc là mình có nhưng mà rồi mình không có biết dưỡng tu nó, cho nên thời gian sau mình mất.
Chứ mình không phải không có. Có chứ. Mình đã từng nằm gai nếm mật rồi mà. Đó. Những ngày mà mình mới qua đây đó là những ngày nằm gai nếm mật đó. Những ngày mình ở trại tị nạn là những ngày ngày nằm gai nếm mật đó. Những ngày mình sống cơ khổ đó. Có những lúc mình mới qua mình nói tiếng Anh người ta tưởng mình nói tiếng Tàu. Rồi bây giờ mình thời gian sau mình già rồi mình nói tiếng Anh người ta vẫn tưởng mình nói tiếng Hoa. Tại thời gian sau là bắt đầu đó yếu đó già rồi chữ trước chữ sau nó quên, có nhiều khi muốn nói chữ đó mà sao không nhớ cái chữ nó nói cái gì. Rồi cái tiếng Anh thì chưa rành mà tiếng Việt là đã quên với chết nữa chứ. Có nhiều lúc cái tiếng Việt đó mình ít có dùng. Ít có dùng tới là lâu lâu mình muốn dùng, muốn biết làm sao mà dùng cái từ đó. Nó ngồi. Thậm chí chữ viết nha, có nhiều khi mình viết xong nữa, cái chữ này phải biết viết. May là tiếng Việt đó, chứ nếu mà học tiếng Tàu là còn chết nữa. Tiếng Tàu đâu có công thức, là toàn là phải nhớ không à. Còn tiếng Việt mình còn có cách đánh vần, còn ráp ráp được. Thì bây giờ á, mình có đạo lực, có sức lực, có tâm lực, thì vân vân, thì trong đó có một cái gọi là trí lực. Giờ hôm nay mình nghe 10 cái trí lực của Phật. Trong kinh nói, ở trong kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm đầu tiên có cái tên là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thì trong đó có nói tới 10 trí lực của Phật. Và có một vị, thật ra 10 trí lực của Phật nhiều kinh nói lắm. Nhiều kinh nói mà đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm đầu có một Bồ Tát tên là Kim Diệm Viên Mãn Quang. Bồ Tát này nói kệ tán thán 10 trí lực của Phật. Trong kinh nhắc đến 10 trí lực của Phật nhiều lắm. Thứ nhất, bây giờ mình nói về 10 trí lực này là gì? Là 10 năng lực của trí tuệ. Ai cũng có, nhưng mà mình người ta phát triển mình mới thấy. Thí dụ bây giờ cái người đó họ có cái tiềm năng, là cái tài năng của họ, cái tiềm năng của họ là cắm hoa. Mình chỉ cần đưa cho người ta bó hoa thôi, người ta rẹt rẹt một hồi là ra một bình hoa nghệ thuật. Chữ tiềm là gì? Nó ẩn tàng trong đó. Cho nên mỗi con người mình có cái tiềm năng, nhưng mà mình biết đi tìm cái đó để mình phát triển cái đó. Còn bây giờ mình cũng có tìm, nhưng mà hình như mì tìm á. Chứ mình không có cái năng lực ở nó tiềm ẩn trong người của mình. 10 trí lực này á, có nhiều kinh mà Pháp Hòa biết á, ở bên Bắc Tạng á, bên tiếng Hán á, cũng có một bản kinh nói về 10 lực của Phật. Bên Nam Tông, bên Nam Tạng á, tức là kinh Trung Bộ á, cũng có một kinh nói về 10 lực của Phật. Kinh tên là Đại Sư Tử Hống. Còn bên tiếng Hán là Phật Thuyết, Thuyết Phật Thập Lực Kinh, tức là Phật nói kinh 10 lực của Phật. Kinh 10 lực của Phật. Thì giờ trong 10 lực này là tiềm năng của trí tuệ. Nó là 10 yếu tố viên mãn nhất của sự tu hành. Tất cả mọi trí tuệ khác đều phản ánh trong đó. Tất cả thiền định tam muội đều trong phạm vi của 10 trí huệ này. Do đó Đức Phật còn được gọi là đấng thập lực. Nhưng rốt ráo thì 10 trí lực đó cũng chỉ từ một chân tâm mà ra đó. Thật ra tất cả những cái lực nó phát ra từ đâu? Từ cái tâm của mình đó. Hễ tâm mình bình an thì những cái đó nó đi ra. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy ha, cái người mà tâm họ an rồi, trí lực nó ra sức khỏe nó ra, tức là cái tướng lực của họ cũng có, nhìn thân thể kiện khương nhờ cái tâm của họ nó nhẹ nhàng. Bây giờ cái người nào mà người ta sống, người ta có bao dung, có buông bỏ, nhìn nó cũng khác đó, vân vân. Đây là cái lực đầu tiên của Phật. Tri, thị xứ, phi xứ, trí lực. Tri là biết. Biết cái này là đúng.
cái kia là không đúng. Cái này đúng gọi là thị xứ, cái kia không đúng gọi là phi xứ. Chữ phi là không. Thí dụ như mình nói thị phi, chữ thị là đúng, là tốt, chữ phi là sai. Cho nên giới luật của nhà Phật á, giới luật của nhà Phật á, định nghĩa nhiều lắm, nhưng mà gión gọn còn bốn chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Phòng cái sai, cái tiếng Anh nó dịch là cái wrong, cái mistake. Còn cái ác là cái evil. Nhưng mà thường thường con người mình á, từ cái phi, tức là cái sai á, nó đi tới cái ác. Phong và ví dụ, ví dụ như bây giờ mình ăn cắp. Ăn cắp là sai. Nhưng mà khi mình đang ăn cắp á, người ta, cái người chủ phát hiện mình đang ăn cắp, thì vì muốn bảo vệ bản thân mình thì mình phải làm gì? Phải thanh toán cái người bắt mình. Thì lúc đó mình có thể đi tới cái hành động giết người, bịt miệng. Cho nên cái sai với cái ác á, cái quấy với cái ác á, nó sát bên. Mới đầu mình không có cái ý giết, nhưng mà tại vì mình ăn cắp là sai, người ta thấy được cái sự ăn cắp của mình thì mình muốn làm cho cái người đó không thể nói, không thể khai mình ra, cho nên mình đi tới cái ác. Có nhiều khi mình làm một cái gì sai, người ta biết được, nhưng bây giờ muốn bảo vệ cái danh dự của mình, mình phải giết người đó thôi. Thí dụ vậy, mình phải hại người đó thôi, cho nên đi tới cái ác. Cho nên giữ giới để làm gì? Để phòng phi chỉ ác. Ví dụ bây giờ không ăn, không sát sanh. Không sát sanh đó là mình không có giết người, bởi vì giết người là ác. Không ăn cắp là không làm cái quấy, cái sai, để ngăn ngừa cái sự xấu ác. Cho nên bất cứ cái việc của mình làm, nó chỉ nhằm cái mục đích là phòng phi chỉ ác. Và Đức Phật là người thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Thấy cái phi, thị xứ là thấy cái đúng, thấy cái phi xứ là thấy cái không đúng. Là năng lực trí tuệ biết rõ những gì là chân lý, những gì không phải chân lý. Những gì đúng với chân lý thì gọi là xứ, những gì không đúng với chân lý thì gọi là phi xứ. Chúng sanh thường chỉ thấy những tướng trạng bên ngoài, nhưng không thấu suốt được chân lý vô hình vận hành bên trong. Phật thì thấu suốt chân lý và định luật vũ trụ điều khiển sự biến hóa của vạn vật. Vì không biết những định luật ấy, chúng ta thường hay hành động điên đảo, dẫn tới khổ đau, phiền não hoài. Trí lực đầu tiên này là trí lực căn bản nhất của sự giác ngộ. Tức là Đức Phật nhìn, thí dụ, phải vào ví dụ về cái cách của chúng sanh mình. Mình thấy hai vợ chồng nó đang sống hạnh phúc quá, cái tự nhiên cái người đó, cái người vợ tuyên bố ly dị. Cái thì mình thấy, trời ơi, cái cô đó cổ sai hoàn toàn. Một người chồng hiền lành tốt như vậy mà tại sao cổ lại bỏ? Nhưng mà thật sự ra mình đâu có biết cái sự ầm ĩ nó vận hành của cái cặp vợ chồng đó trong bao nhiêu năm qua. Tại vì mình chỉ thấy gì? Mình thấy cái tướng trạng bên ngoài thôi, mình chưa thấy được cái chân lý ở bên trong. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ quý vị thấy một cái chú đó đang khỏe hồi hụi vậy, tự nhiên sao lăn ra đùng cái ông chết, bệnh chết. Mình nói trời ơi, sao ông khỏe vậy tự nhiên chết, chứ ông bị ai thuốc hay làm gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái người khỏe nhiều khi ta thấy vậy thôi, nhưng mà ở trong nội tạng người ta bệnh mà mình không biết. Vừa rồi qua đi một cái đám của chú Phật tử đó, 10 giờ sáng còn đi làm, chuẩn bị đi làm, tự nhiên thấy chóng mặt. Vợ mới nói thôi bữa nay nghỉ nhà đi, đi bác sĩ đi, hôm nay tôi thấy ông cũng không được khỏe đó. Đem vô bệnh viện, bác sĩ nói chuẩn bị đi, từ đây tới sáng mai ông chết. Thì 10 giờ sáng vô bệnh viện, 10 giờ đêm gọi cho Pháp Hòa, nói giờ yếu lắm rồi. Pháp Hòa vô tụng kinh xong, 5 giờ sáng chú mất, bệnh không tới như vậy. Vậy thì cái đó đó, mình thấy người ta khỏe mạnh mà mình đâu có thấy được cái vận hành ở bên trong.
Nhưng mà nếu mà một người mà người ta có được cái nhận định đó, thì bây giờ muốn có như vậy thì bắt đầu phải làm cái gì? Bác sĩ phải khám. Bác sĩ soi để biết rằng ở trong này tim, gan, phèo, phổi gì đó nó hư mục hết, ví dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả mọi cái hiện tượng đúng như thật của nó. Còn mình đó, đa số là mình thấy gì? Mình chỉ thấy cái tướng bên ngoài để mình nhận định một vấn đề, nhưng mà nhận định là không đúng. Bởi vì mình không vận, bởi vì mình thấy bằng cái nhận thức thôi, chứ mình đâu mình thấy bằng trí đâu. Hai cái đó nó khác. Phá Hoà ví dụ cái nhỏ chơi cho vui thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy, và Phá Hoà đang bây giờ thấy chùa đang xây cái chánh điện. Trời ơi, thấy trong vòng có mấy tháng hay năm thì cái chánh điện nó xong. Chùa khá quá, làm đâu xong đó. Nhưng mà mình thấy gì? Mình thấy cái xong thôi mà mình đâu thấy cái không xong bên trong. Cái không xong bên trong là cái gì? Là nợ. Bởi vì mình muốn nó xong. Bây giờ nếu mà ở cái xứ này á, mình không xong á, thì mưa gió nó làm hư, toàn là plywood dán ép không à. Cái thứ hai là cái permit á, nó chỉ có một năm. Mình không xong một năm thì permit nó hết, cái phép xây cất nó hết, mình phải xin lại. Mà mỗi một năm á, là luật lệ xây cất nó thay đổi, cứ thay đổi. Cho nên bây giờ muốn cho nó xong mà để hơn nữa mình có phải cân dung, cho nên phải mượn nhà băng đủ để mà làm cho nó rồi. Vậy thì cái rồi á, là cái tướng ở bên ngoài, nhưng mà cái chân lý ở bên trong á, cái chân lý gì để nó thành tựu được á, cái nhà đó đó, thấy không, là do nhà băng approve. Chân lý của nó làm đó. Cho mình thấy ở bên ngoài giống như mình thấy một cái cơ sở làm ăn lớn, nhiều khi người ta cũng phải sao, người ta cũng phải có cái nợ của người ta. Làm ăn lớn thì phải có nợ chứ làm sao không có nợ. Nhưng mà nói chung là ở đời tất cả có những cái mình nhìn cái tướng chưa chắc. Không phải là cái nào nó cũng sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là cái nào nó cũng đúng. Chỉ trừ khi nào mình có được một cái trí lực để mình nhận thấy chân lý. Cho nên Đức Phật có một cái năng lực. Năng lực này không phải tự nhiên ở đâu ra, ai ban ai phát gì cho mình, nhưng mà đây là trí lực. Thập lực mà, thập lực tức là vận dụng cái trí. Ở đây là do trí mà có, chứ không phải bình thường có. Có nhiều người á, người ta không có sức lực, nhưng mà người ta có cái trí lực. Phá Hoà thưa đại chúng là hồi năm 99 ở trên Trúc Lâm đặt một cái chuông Đại Hồng Chung. Cái chuông nó nặng 1000 kg. Mà lúc đặt á, thì quên cái vấn đề đo cửa. Quên đi, cứ theo cái sai đặt vậy mà quên cái vấn đề cửa vô. Mà ở trên Trúc Lâm là không có cái cánh cửa nào mà mở được hai cánh để mà đi vô. Hải Đức thì còn có, chứ ở bên Trúc Lâm là cửa nhỏ vậy không. Khi cái chuông về tới á, đem vô cửa không lọt. Thì lúc đó không biết làm sao, thì bắt đầu mới nói bây giờ mình đi đo hết mấy cái cửa sổ coi. Thì thời may ở trên chánh điện có một cái cửa sổ, nó lọt vừa mí, không dư một chút, vừa mí cái chuông luôn. Bởi vì cái chuông của mình là nó xuống về cái ngoài, nó có cái vành miệng vậy nè. Cái quan trọng là cái vành miệng này làm sao nó vô đây. Thì may quá nó vô lọt. Nhưng bây giờ làm sao đưa cái chuông vô cái cửa sổ? Mướn xe cẩu, nó cũng cẩu toàn ten ở ngoài, chứ đâu có cái cây gì mà nó đưa vô bên trong được. Cái cuối cùng quý vị biết không, phải gác cái chuông lên cái thành cửa sổ. Mà 1000 kg mà lên cái drywall là làm cái rầm rồi. Rồi bây giờ á, người thì mình có, nhưng mà không có cái thế, không có cái thế để mà bưng cái chuông. Cuối cùng Pháp Hòa phải trải thảm, lấy cây 2x4 lót lên, rồi để cái chuông nằm xuống cái giờ lăn. Sức lực không có thì phải dùng gì? Trí lực. Rồi thì lăn cái chuông, lăn tới cái giá chuông rồi, giờ sao bưng lên đây? Người bây giờ cái mình thì người thì có đây nè, nhưng mà làm sao chen vô cho được mà bưng 1000 kg treo lên. Mà cái anh gửi chuông cho mình, anh không gửi cái đồ treo nữa chứ.
ảnh gỡ cái chuông không à. Pháp Hòa phải nhờ một cái người thợ hàng tới coi cái chuông và chế cho mình cái móc treo chuông. Và Pháp Hòa nói là nhớ là làm sao chế làm sao mà quay cái chuông được, bởi vì nó có bốn mùa theo bốn cái chấu mà thỉnh nó xuân hạ thu đông, mùa nào thì mình xoay cái chuông theo cái gì mùa đó. Quý vị biết là không cách nào gắn lên thì nghĩ ra một cách, lấy cái con đội xe ba bốn cái để bốn góc thì đội nó lên, nấc nó lên cái thì chem miếng gỗ vô, qua bên này nấc nó lên cái chem gỗ vô, bốn cái đội xe nấc nó lên cho nó bằng với cái giá trên, rồi bắt đầu lấy cái cây sắt để dưới đẩy nó qua, treo cái chuông nhẹ nhàng. Vậy thì ở đây á, Pháp Hòa muốn thưa là cái sức lực không có, nhưng mà cái quan trọng là mình có cái trí để làm việc. Mà cái này mới quan trọng, mà trong cuộc sống mình là cái này là cái cần. Nhiều khi mình có sức mà mình không biết dụng hồi á, làm được nửa chừng là bỏ cuộc. Mà nếu người có trí lực, người ta có thể làm xong công việc mà không cần dùng sức bao nhiêu. Quý vị thấy rõ điều này. Cho nên ở đây á, Phật giáo dạy cho chúng ta làm sao vận dụng cái đó. Mà muốn có cái đó là phải gì? Người phải tịnh lắng. Pháp Hòa ví dụ như mình muốn làm cái gì, mình ngồi xuống suy nghĩ coi, giờ tôi muốn cái hình ảnh nó vậy vậy làm sao. Chứ đâu có ai mà nhào vô làm liền. Cái người mà người ta muốn đóng một cái bàn, cái tủ gì đó, ta nhìn, nhưng mà ta phải biết. Có nhiều người ta muốn may quần áo, ta chỉ cần kéo tới kéo lui ta nhìn. Khi mà nhìn đó là cái lúc định đó, để biết rằng cái cách nối cái áo này nó nối như thế nào. Hồi đó có một chị Phật tử không biết may quần áo bằng nút thắt. Thì một hôm Pháp Hòa gọi chị lên và đưa cho chị một cái áo. Pháp Hòa nói cái áo này nó như thế này, là chị về chị nghiên cứu. Và cái đường kim mà cái nút thắt á, nếu mình không biết đôm nút đó, đôm hồi cái đường chỉ nó xấu lắm. Phải biết đôm như thế nào mà cái nút thắt đôm vô mà để chỉ nó đều. Chỉ rất là hay, đưa một buổi thôi. Giờ ngó hồi là mai, ngày hôm tuần sau lên cái áo y như cái kia. Thì thưa đại chúng là mình có sức nhưng mình không có trí thì cái sức này không được dùng lâu. Cho nên sức lực mà được phối với trí lực thì nó sẽ làm hay hơn. Mà ở trong chùa là nhiều khi toàn là chân yếu tay mềm không. Hồi đó mỗi lần quý bác làm đậu hũ á, luộc đậu hũ kỳ làm chả lụa xong ấy, lấy thùng dầu dằn lấy nước, trời ơi mỗi một lần mà làm chả lụa không biết bao nhiêu thùng nặng ở trong chùa đem đã dằn hết. Cái bữa đó Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nói á, tại sao mình không làm một cái đồ ép nó. Kỳ Pháp Hòa gọi chú Phật tử lên, Pháp Hòa nói cái ý của Pháp Hòa cho chú nghe. Nói cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa muốn có một cái thao vậy, nó có cái lỗ chảy nước vậy nè, rõ trên này nó có cái sức nó quay quay xuống tùy theo. Chú nghe Hòa nói vậy, chú dễ dễ dễ, chú chạy ra ngoài cái chỗ bán garage sale á, chú mua cái sink 5 đồng, cái mấy cái sink cũ người ta 5 đồng, về ông hàng cái chân ông để cái sink vô, rồi cái ông trên này ông làm cái đồ quay. Bây giờ cái bếp Trúc Lâm vẫn còn xài cái đó có 5 bạc à. Mà nếu mà mình không có chế ra cái đó, mà bây giờ rất là khỏe, dằn đu đủ, dằn tàu hũ gì cái để xuống cái lót dài cái tấm gỗ lên cái quay xuống, lát nữa nó ép nước rồi cái muốn cho nó ráo nữa chặt xuống nữa, thành thử ra chỉ cần có một cái nhỏ đó thôi mà tự nhiên khỏi cần phải dùng sức nữa. Vậy thì cái mà chúng ta làm được đó là gì? Cái trí. Mà ở trong chùa là toàn là như thế không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đi gom mấy cái chai nước nhỏ nhỏ đó, người ta lễ xong người ta uống người ta bỏ tùm lum á. Cái thông thường là mình thấy ai vớt chai dở nắp trút bỏ. Nhưng chỉ cần dừng lại chút thôi để dành tưới cây, vừa tốt vừa không hao, không phí của mà cây cũng tốt. Chỉ cần chút đó, vận dụng chút trí đó, không tốn của. Rồi bây giờ cái chai không đó mình bỏ, mình recycle, mình cứ để không cái chai như vậy, nó choáng chỗ lắm. Trút nước nó ra rồi ép nó lại, cái tự nhiên nó làm sao? Nó dẹp xuống, nó để được nhiều chai.
Vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống á, từng chút chỉ cần chúng ta vận dụng cái gì? Vận dụng cái trí. Vậy thì ở đây Đức Phật cho mình một cái trí gọi là hướng dẫn như là tri, thị xứ, phi xứ, trí lực. Thấy cái chân lý của nó, cái chân lý của nó. Mà cái này là cái chân lý của trí lực chứ không phải cái bình thường. Cho nên nhiều khi mình thấy như vậy nhưng không có nghĩa là nói như vậy. Ở bên trong á, thí dụ mình nói hai cái người đó sao ân oán dữ vậy, mà tôi thấy người kia cũng hiền lành lắm mà đâu có gì đâu mà sao người kia ghét dữ. Cái đó mình thấy thôi. Chân lý thì vẫn là chân lý, là giữa hai người có một cái gì đó mình không biết được. Giống như quý vị thấy, trời ơi nhìn thầy, hồi trưa thầy Phấn còn nói nè, ông sao càng đi thấy ông càng khỏe vậy ông? Mình nói bụng, mình nói dạ thầy đâu biết con. Thầy Pháp Ấn hồi trưa lên ăn cơm xong rồi ngồi chơi, ông nói sao ông càng đi càng khỏe vậy ông? À, nhưng mà thầy đâu có biết được cái nội tạng của con. Mà ai là người biết? Dạ thưa con. Đó, con ăn uống như thế nào, con như thế nào là trong lòng, trong người của mình tự biết. Thật sự ra ngay cả bác sĩ họ cũng đâu biết. Họ cũng phải nhấn vô đau không? Đau không? Chỗ nào đau nói người ta mới biết ta bệnh. Chứ ngay cả bác sĩ cũng không thể nói được ở bên trong mình. Ngày hôm qua ông bác sĩ cũng kêu bà lên, ông nói thử máu, bữa từng rồi là đi thử cả chục ống máu nha. Thử sao ông kêu lên, ông đưa một lô list bệnh nè. Ông nói sao mà dữ dội vậy nè. Pháp Hòa nói dạ để coi dội được cái nào dội. Thưa đại chúng, là Đức Phật là người có được cái trí lực thấy cái chân lý và không phải chân lý. Cho nên có những cái người ta nói nghe nó phù hợp, có những cái nghe nó không hợp, thì mình phải có một cái trí mình nhận định. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình thắp nhang nó công, nói trời ơi Phật linh quá, tôi cấu cây nào Phật chứng cây đó. Không phải là Phật chứng đâu cái chuyện đó. Nhang nó cong là tại vì cái chân người ta làm cái nhang, người ta chuốt cái chân nhang á nó dày. Mà khi nó dày nó đủ cái lửa đó cộng với cái nó làm cho cái nhang cong, chứ đâu phải Phật nào mà ngồi chứng cây nhang đó cho mình. À, rồi mình và Phật tử cứ đi nói trời ơi chị thắp nhang tốt lắm nha, Phật chứng cho chị. À, rồi cái vô tình, trong cái vô tình mình muốn biểu dương Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi mình làm hại Phật. Mình hại Phật là rốt cuộc Phật của mình nhỏ bé đến cái mức độ là đi chị đi kiếm từng cái nhang để mà chứng vậy, không phải. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, một cái hôm đó mình tụng kinh, mình do cái tâm thành của mình nguyện cầu cái gì mà nó ứng hợp á, cái đó không có nói, tự biết thôi, rồi sắp tấn mình thêm lên, chứ đừng có đi nói. Pháp Hòa nói ví dụ như là vừa rồi động đất ở Nepal, rồi cái mình đi nói trời ơi cái chỗ giường lâm tỳ ni của Phật linh ghê vậy đó, chỗ nào không sập hết trơn, chỗ đó không sập trời Phật. Mình đi mình nói vậy, mình nói muốn nói cái màu nhiệm, mà rốt cuộc mình nói cái trật là vậy thì Phật đâu có từ bi gì đâu, chỗ nào không sập hết, chỗ nào không sập. Không, quý vị thấy không nè. Rồi cái thứ hai á, là chân lý mà Đức Phật nói cho mình nghe đó, là trong tất cả các pháp trên thế gian này không có cái gì nó trường tồn bất biến hết. Nhà cửa xe cộ lầu đài đền các cái gì rồi cũng sẽ sụp đổ theo thời gian. Rồi thí dụ bây giờ mình năm nay không bị, mà lỡ năm sau hay năm lúc nào đó động đất ngay chỗ đó sập hết rồi, lúc đó mình nói làm sao? Cho nên mấy cái đó mình không, nhiều khi mình nghĩ là mình nói như vậy đó là mình đưa Phật mình lên cho cao, mà thiệt sự là không phải đưa như vậy. Đưa mà toàn đồ chêm không à, chứ không phải đồ xây. Rủi ai chơi ta rút cái đó ra nó sập chết. Cho nên phải nói cái chân lý. Thấy cái chân lý của đời này là gì? Không có gì tồn tại. Mà nếu có nói là nói như thế này. Động đất kỳ này các nơi sụp đổ, nhưng mà may mắn thánh tích chưa có chuyện gì xảy, chưa thôi, chứ không phải là không, bởi vì có cái gì bảo đảm đâu.
cây bồ đề mà ngày xưa Phật ngồi đó, Phật ngồi ngay cây bồ đề mà còn bị chặt mà. Cái cây bồ đề hiện tại bây giờ tại Ấn Độ nó là hàng thứ cháo chắc, bởi vì nó là cây thứ mười mấy rồi chứ không phải là cái cây gốc nữa. Cái cây gốc mà ngày xưa Phật ngồi là bị chặt lâu lắm rồi. Rồi thậm chí người ta không muốn cho nó mọc trở lại á, người ta lấy lửa người ta trui nó để cho nó không có cơ hội mọc, mà nó vẫn mọc. Mà cái cây hiện tại bây giờ là cây thứ mười mấy rồi đó, chứ không phải là cây gốc đâu. Quý vị biết là cái tượng Đức Phật Niết Bàn ở tại Kushinaga đó là bị đạo Hồi á chôn tàn phá, chôn ở dưới lòng đất suốt 5 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 18 người ta mới phát hiện ra lại cái chỗ đó, rồi người ta moi ra gạch đá để mà trở thành ra một thánh tích. Chứ thật sự nếu không ai làm việc đó thì thánh tích bây giờ cũng đã tàn lụi hết rồi. Thì có cái gì nó bền đâu. Quý vị thấy một cái đất nước như là Nhật Bổn đó, là cái xứ động đất mà người ta ở biển, mà người ta dư biết cái chuyện động đất, ta phòng ngừa đủ thứ, mà phòng nổi không? Cũng không nổi. Cũng không nổi. Như vậy thì cái chân lý, mình phải có một cái trí lực để nhận ra cái gì là chân lý và cái gì không phải chân lý. Cái chân lý là anh làm tốt, anh sẽ hưởng cái tốt. Cái không phải chân lý là cho dù anh có đút lót, anh có làm gì đi nữa thì thủy chung cái việc này anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Cho mình thí dụ mình trên đường tu hành mình có cái gì đó nó hơi đặc biệt, đó là do tâm thành mà cảm ứng, thì cái chuyện cảm ứng nó hiếm lắm. Phải tâm thành lắm mới cảm ứng, thì tự tâm nhận biết chứ không nên phô trương. Bởi vì cái phô trương đó nó không, nếu mà lỡ ta không có thì sao? Mà mình ngộ lắm, thà là mình cứ bình thường đi, hôm nào mình bất thường chút bữa khác mình không được vậy, buồn. Ví dụ như mình đang lại Phật, nói trời ơi ngày hôm qua đó, lúc mà tôi lại Phật tôi ngước lên tôi thấy Phật khóc. Tại vì rồi nhiều khi mình chụp hình do cái ánh nắng hay đó, sương do gì đó, mình cứ nói Phật chảy nước mắt như thế này. Rồi có người nói Phật cô đơn. Quý vị có biết Phật cô đơn ở Việt Nam đó, người ta đang xây cái chùa vậy, nửa đường thì ngưng công trình, thời cuộc thay đổi rồi người ta ngưng công trình, người ta nằm Phật nằm giữa đường giữa xá vậy, bao nhiêu năm trời không ai ngó tới hết, cỏ hoang mọc. Thì bây giờ mấy người mà ta tổ chức đoàn xe đi, ta lái đi, ta là xe ở khu vực đó mà ta ế quá thì ta phải tạo ra những cái gì đó đặc biệt. Nói Phật cô đơn linh lắm, ai cầu gì được nấy, là thiên hạ ung ung lên đó cúng. Mà giờ biết có hay không gì thì ta cứ kéo lên lần đi, mà người nào cũng cả trăm ngàn người một lần thì người ta cúng vô đó thì cũng có, người ta đi xe là cũng khá rồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng bị đó. Người ta đồn ở bãi cát đó, linh lắm, bãi cát dưới Cần Thơ linh lắm. Ai mà cùi gì đó là cứ bệnh tật gì nhảy xuống cái sông đó tắm cái là lên hết bệnh. Không biết quý vị có nhớ cái thời đó. Mà cái tạo câu chuyện là có cái ông đó ông bị cùi. Rồi cái ông buồn cho cuộc đời của ông, nhảy xuống sông ông tự vẫn ông chết, cái tự nhiên có một vị thánh thần hiện ra nói con lấy cát đây sức lên đi hết bệnh. Ông hết bệnh. Trời ơi, người nào cũng nghĩa là ùn ùn đi xuống bãi cát á để tắm á, rồi múc cát đem về. Mà Pháp Hòa cũng là một trong những người tín đồ một trong những tín đồ mê thần kiểu vậy đó. Đó, đi mà cũng nhờ vậy mà biết đi cầu khỉ đó. Thì Pháp Hòa rồi cũng đi kiếm bịch cát về, ví dụ vậy. Cho nên mình là phật tử thì có nhiều dạng. Có những dạng là có dạng Phật tử là người ta học hiểu chân lý giáo pháp. Có những dạng người ta chỉ tin thôi. Tin Phật ban phước giáng họa, tin này tin kia, tin ta tới ta cầu xin đủ thứ hết cũng không sao. Không sao hết, cái đó mỗi người người ta có mỗi một cái duyên. Mình không có bác ai, nhưng mà nếu là mình muốn có được một cái đời sống của mình nó tốt, nó ổn định, nó an ổn là do cái sự tư duy quán chiếu của mình, thì phải có một cái trí lực để thấy được chân lý và không phải chân lý.
Thì cái lực đó gọi là gì? Tri thị xứ phi xứ trí lực. Tức là trí, có một cái trí lực để biết cái nào là chân lý gọi là thị xứ, cái nào không phải chân lý gọi là phi xứ. Rồi quý vị nghe bài kệ của một vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm tán thán cái trí đầu tiên của Phật. Này là Pháp Hòa trích ở trong một trong Kinh Hoa Nghiêm. Xưa Phật tu hành hạnh Bồ Đề, nơi các cảnh giới hiểu rành rõ, xứ cùng phi xứ trọn không nghi, đây là trí lực đầu tiên cả. Ngày xưa Phật tu hạnh Bồ Đề, tức là hạnh giác ngộ đó, nơi các cảnh giới hiểu rành rõ. Cảnh giới tức là mỗi hoàn cảnh của chúng sanh khác nhau. Thí dụ bây giờ mình nhìn trong một năm căn nhà liền, có một căn nhà này thì gia đình đổ vỡ, căn nhà kia thì hạnh phúc, căn nhà kia thì nghèo túng, căn nhà kia thì anh em bất hòa. Mình hiểu rõ hết mỗi cái hoàn cảnh của mỗi cảnh giới. Và cảnh giới của con người mình là cảnh giới của khổ vui lẫn lộn. Có những chúng sanh lấy khổ làm vui. Thí dụ như là có những chúng sanh người ta sẵn sàng, người ta sống sáng sỉnh chiều sai, mà đối với người trí ta nói trời ơi, khổ quá. Nhưng mà người ta có thấy khổ đâu. Cảnh giới của con người mình là cảnh giới sống trong dục, mà tại cảnh mình là cảnh dục. Bởi vì trong sáu cõi, thấy không? Trong sáu cõi thì cõi người của mình nó thuộc về cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà cái ham muốn của con người là gì? Là do vô minh, là không biết dừng. Cho nên đối với cái bậc trí, người ta nhìn vô thôi, cảnh này vậy đấy. Đó. Cảnh này là lấy khổ làm vui nè. Thấy không? Là thí dụ như là người ta sống mà người ta thù ghét, hãm hại lẫn nhau, trong nội tâm người ta khổ lắm, cho ta có vui đâu. Nhưng mà người ta chỉ cần thấy người, cái người mình ghét á, khổ một chút thôi là mình đã hả hê. Mà đâu có biết là trong lòng mình, mỗi một lần mình hả hê trước cái khổ của người khác, thì chính mình đã đang nuôi dưỡng cái lòng xấu ác ở nơi mình đâu biết. Cho nên Phật là người ở nơi cảnh giới hiểu rành rõ, xứ cùng phi xứ trọn không nghi. Phật thấy vậy, Phật nói Phật thương. Cũng giống như bây giờ mình thấy con mình đó, tại sao mà nó tối ngày nó cứ vùi đầu vô cái chỗ trụy lạc chơi mà mình nói nó không được. Nó lấy cái đó nó làm vui rồi, bị nó thấy vui cái chỗ đó mà. Giống như bây giờ mình nhìn vô con dòi, mình nói dòi ơi ra đây, ở trong đó. Nó nói đừng, leave me alone, don't worry. Nó nói chỗ là cái chỗ ngon lành của con dòi, mà mình là thấy cái đó không tốt. Đấy không? Cho nên nó, cái nghiệp lực nó chiêu cảm, mà nói sao được. Đây là trí lực đầu tiên, mà đây là cái căn bản của mọi sự giác ngộ. Bây giờ mà chỉ cần có được cái trí này là cái căn bản cho mọi sự hiểu biết về sao. Thì bây giờ thưa đại chúng là nhờ có cái trí này nè, cho nên mình mới có được cái trí thứ hai. Là cái trí gì? Trí biết được cái nghiệp lực quả báo của mỗi chúng sanh. À, cái trí thứ hai gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Trí lực thấy rõ được nghiệp báo ba đời. Mình nói trời ơi đời này nè, tôi nghĩ lại từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết hại ai, mà tại sao cuộc đời tôi gặp toàn là những người xấu, họ hại tôi. Thưa đúng. Nhưng mà mình thấy mấy đời, mình thấy con đời này, mình nói là đời này tôi không hại ai. Nhưng mà cái đời trước mình không nói, mình không biết rằng đời trước mình hại. Có một vị Phật tử than với Pháp Hòa là mẹ con chửi bới ba con, hành hạ ba con mỗi ngày, mà chúng con rất đau lòng. Nhưng mà ba con thì rất bình thản trước mọi sự chửi bới của mẹ con. Mình là người nghe không, mình chịu không được, mà đương sự bắt buộc phải nghe mà ta bình thản. Tại sao? Và nếu mình bây giờ mình chỉ đo, mình chỉ nhìn theo bình thường, đời trước có thể bác trai là bác gái,
Nhưng mà cái giây phút cuối đời á, bác trai hối hận. Cho nên đời này á, bác trai nghe chửi mà bác trai bình thản, tại vì nghe bằng sự chấp nhận của mình. Tại sao có những người mà mình thấy trời ơi gặp tôi là tôi bỏ nó 8 kiếp rồi đó. Tại sao nó, cái đứa nó lại vẫn ở được? Mình nói không có được bởi đâu phải là mình. Nhưng mà nếu mình lọt ở trong cuốn sổ đó thì nó khác à. Có nhiều người ta nhìn mình ta nói trời ơi tại sao anh làm vậy? Thôi kệ tôi chịu. Tại bởi mình nhìn người mình nói, mà thật sự chính mình có đôi lúc mình ở trong cái hoàn cảnh cuốn lôi đó mà chính mình cũng đâu biết. Cho nên cái trí đầu tiên là trí lực thấy chân lý. Mà thấy chân lý tức là thấy nghiệp quả. Ở trong cái cuốn gọi là cái cuốn sách xưa Pháp Hòa quên cái tên. Thế thầy kể câu chuyện. Có cái ông vua đó, ông muốn đem quân ông đánh cái nước khác. Mà không ai can ngăn gì ông được hết. Mà ông còn tuyên bố một câu, người nào mà vua mà can ngăn ông là xử tử. Thì có một cái anh, một cái ông quan này, ông còn trẻ lắm. Ông muốn can vua mà ông không biết làm sao. Cho nên sáng nào ông cũng cầm một cái cung tên. Ông đứng ngay trước cửa triều mà ông không dám vô. Đứng ba sáng như vậy. Sương nó thấm ướt lạnh áo hết. Cái thì một hôm sáng thứ ba, cái sáng của ngày thứ ba đó, ông vua bước ra cửa thấy ông quan này đứng như vậy mới hỏi: khanh đứng đây làm gì? Nói dạ con thấy ở trên cành cây á có một con ve sầu, nó kêu rỉ rả, nó thảnh thảnh thơi, nó kêu hót ở trên cây thì nó tưởng cuộc đời nó an. Mà không ngờ ở phía sau lưng của con ve sầu á có một con bọ ngựa, nó đang rình rập muốn ăn cái con ve sầu này. Trong khi mà con bọ ngựa này á, nó thả hê, nó nói nó có một miếng mồi ngon, thì nó đâu biết phía sau lưng con bọ ngựa này có một con chim sẻ đang đứng chờ con bọ ngựa này để ăn con bọ ngựa. Và con chim sẻ cũng đang hả hê thích thú cái miếng mồi này. Thì đâu biết, con chim sẻ cũng không biết rằng ở dưới gốc cây này cũng có con đang đứng cầm tên để mà hả hê chờ con chim sẻ. Và chính bản thân con thần đây đang chờ con chim sẻ, trực chờ con chim sẻ, mà con cũng quên sương nó đang thấm lạnh vai con. Ông vua ông nghe như vậy, ông ngộ. Ở trên đời này á, mình đang làm hại gì ai đó, hay là mình ỷ mình là cái người có thế lực, mình ăn, mình hà hiếp cái người thấp bé hơn mình, thì cái kẻ cao sang hơn mình họ cũng đang trực chờ mình. Cái vòng xoáy của nhân quả, mình hại người, người hại mình. Đức Phật ngày xưa là thái tử mà ngài giác ngộ, ngài đi tu là gì? Ngài cũng thấy gì? Cá lớn tranh mồi, giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được thì yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài. Bây giờ vua mà đem quân đi đánh nước này, rồi thì cũng có nước cường mạnh hơn sẽ đánh lại nước của mình, thì chi bằng mình sống trong cái hòa giải. Cho nên ảnh mới nói rằng con lo con rình chim sẻ mà con cũng quên là sương đang thấm lạnh áo con. Quý vị thấy được điều đó. Cái trí lực là có thấy được cái nhân quả. Thấy được cái nhân quả. Cho nên nhiều khi đời này á, mình thấy mình không làm gì sai, nhưng mà mình chỉ thấy đời này thôi mà. Trong Thủy Sám Văn có nói một câu như thế này: có người nói rằng á, có kẻ làm lành thì lại khổ, có lẽ làm ác thì được vui, nên cho cuộc đời này thiện ác bất phân. Nhưng cho như vậy là người này không hiểu gì nghiệp báo cả. Bởi vì nghiệp báo nó có ba loại: quá khứ, hiện tại, vị lai. Gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là có thể đời này, ví dụ như là quý vị trồng cây hoa tháng 5,
tháng 7 mình có hoa, cái loại nhân đó, cái loại nhân đó đó, nó có thể hiện thành quả trong vòng mấy tháng. Đó là hoa. Nhưng thí dụ như cây xoài thì không thể trồng tháng 5 mà tới tháng 9 có trái, mà cây xoài phải chờ tới mấy năm sau nó mới có trái, bởi vì nó là một loại nhân mà phải đợi một khoảng thời gian dài mới kết quả. Và có những loại nhân á, hoa nở rụng hoa rồi mới có trái. Và có những loại cây hoa nở hàng trăm nhưng mà đậu thành trái thì chừng chục. Chờ cái người mà người ta thấy rõ cái nhân quả rõ ràng thì người ta làm sao? Ta nhẹ lòng hơn. Còn mình không thấy rõ thì mình khổ đau phiền lụy hơn. Ví dụ đời này mình nói trời ơi, từ nhỏ tôi luôn tôi ăn chay không mà sao tôi bệnh hoài. Dạ thưa, đời này mình mới bắt đầu ăn chay mà đời trước mình ăn lon. Và đời này là mình chay xá xỉ chứ hồi xưa là mình chay rượu. Thành thử ra đời này cứ lai rai mà bệnh hoài. Ví dụ vậy. Cho nên á, tất cả nó đều có một cái nhân duyên đó. Thí dụ như mình nói trời ơi, có nhiều khi mình thấy một cái người đó lớn tuổi rồi mà sao cứ hà khắc với người kia. Nhưng mà mình đâu có biết. Mình mới thấy cái cảnh già của cái cặp vợ chồng này mà mình biết đâu có thấy được cái cảnh trẻ của họ hồi xưa. Hồi xưa cái ông này nè, ông còn trẻ, ông cũng giữ trời lắm. Ông cũng làm bà vợ gọi mình kêu là sức bất sang bang á. Rồi bây giờ bà vợ qua bên này đổi đời rồi, bên này là đời của lady first. Cho bà vợ mượn cơ hội đổi đời của lady first mà để bà vợ hành hạ ổng. Mình đâu có biết được. Hồi trước ở bên Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, thành thử bà phải sống theo cái cảnh thời đại đó, hoàn cảnh đó. Bây giờ qua đây là gì? Lady first, cho nên ông phải lùi một bước. Ở đời mà có lúc có kiến ăn cá, rồi có lúc thì cá ăn kiến. Hiểu nhân quả như vậy đó là hiểu được cái gì gọi là có được một cái trí lực biết được tam thế nghiệp quả ba đời lắm. Bây giờ mình ví dụ ba đời như ba cảnh: quá khứ, mấy chục năm trước, hiện tại và tương lai. Có những người á, người ta có một cái trí nhận biết. Hồi đó mình nghèo, cho nên bây giờ mình giàu, có tiền chút thôi. Một là mình sống biết đủ, hai là biết chia sẻ. Nhưng mà có những người ta sống ngược lại. Hồi đó không được hưởng, bây giờ hưởng cho nó thoải mái. Có những người bây giờ người ta có của mà không bao giờ người ta biết giúp ai hết. Vì người ta nghĩ tôi nghèo quá, bây giờ tôi phải xài cho nó xứng đáng, nghĩa là để cho nó thỏa mãn cái mà nghèo khổ của tôi ngày xưa. Có những người như vậy. Và có những người ngược lại nữa, ta nói thôi hồi đó nghèo quá, bây giờ có của phải giữ, cho nên một đồng cũng không lõi. Thấy chưa? Thật sự có nhiều người, người ta có của vì ta nghĩ ta thông cảm cái người nghèo. Nghèo là một cái, nghèo không có tội, không? Nhưng mà bởi vì mình nghèo quá cho nên người ta khinh ta, mình nghèo thôi mình thông cảm. Trời ơi, mình đã từng bữa bị đói nè, cho nên mình nhìn người đói mình thương, cho bây giờ mình chia sẻ. Thật ra quý vị thấy không, cũng cùng một cái cách, một cái sống đổi đời, nhưng mà mỗi người một cái nhận biết. Cái nhận biết là cái đầu tiên nè. Thị xứ phi xứ là thấy chân lý. Thấy chân lý là mình đủ phước thì tự nhiên của nó tới. Là bây giờ đây là phước nè. Bây giờ nhờ cái phước này, nhờ cái phước tụ mà mình được hưởng, thôi bây giờ ráng thêm phước, chia sẻ cho người để phước nó không mất. Chứ nếu như mình thiếu phước là mình nghèo triền miên cho tới ngày chết á. Rồi giờ mình may mắn quá, mình được cái phước là mình nghèo một thời thôi, bây giờ mình có của, đó là phước. Phước tụ rồi. Bây giờ phước nó tụ thì bây giờ duy trì cái phước này bằng cách là chia sẻ và không để tổn phước, cho nên không phung phí. Chẳng những thêm mà không giảm, không giảm bởi là mình không phí, mà mình biết chia sẻ. Mà mình nghĩ rằng cái của ăn là cái của ăn là của hết, mà của cho là của còn. Thấy vậy cho nên vừa tăng phước mà vừa không dám giảm. Đó, mà không dám giảm tức là người này biết sao, biết bồi cái quá khứ, biết bồi cái tương lai và sống đẹp với hiện tại.
Sống đẹp với hiện tại là biết chia sẻ. Mà cái phước của tương lai để hưởng là đang bố thí. Mà bồi cái quá khứ là sao? Thông cảm cảnh nghèo cho nên giúp đỡ người nghèo. Mà mình phải sống như vậy. Ví dụ mà Việt Nam mà hồi nhỏ mình nghèo, mình sống trời ơi có nhiều ngày mình thèm một cái bánh ít, một chén chè. Hồi nhỏ mà mình được ăn một cái bịch chè đậu trắng, mình đâu có dám ăn hết đâu. Mình ăn, thật ra thì ăn mau ăn lẹ gì thì nó cũng nhiêu đó thôi. Nhưng mà mình có cảm tưởng là hình như cuộc đời mình nó sẽ kéo dài ra thêm nếu bịch chè nó lâu một chút. Cho nên mình ăn cái bịch chè, mình cắn cái đuôi chè thôi, rồi mình ngồi mình nặng nặng cái đuôi của chè thôi, phải không? Mà tại sao hồi nhỏ mình nghèo mà một cái cà rem mình liếm 10 đứa. Mình vừa liếm xong thằng hàng xóm nó nói, ê mày cho tao liếm miếng cả mày. Cái thì mình đưa cây cà rem. Mà tại sao bây giờ á, mình có thể mời được 10 người ăn mà đừng kiểu thằng đó, tôi không thích nó. Hồi nhỏ mình nghèo một cây cà rem mà 10 đứa chia được. Mà bây giờ mình có khả năng mời 10 đứa 10 tô phở mà mình mời không được. Thấy không? Thành giữa hồi nhỏ nghèo, nghèo vật chất, nhưng mà mình lại giàu cái gì? Giàu cái tình. Bây giờ mình lại giàu của thì mình lại nghèo tình. Mà cái cuộc sống này không phải là chỉ của không, mà cái quan trọng là cái tình. Thí dụ bây giờ mình nghèo, người ta không giúp được mình gì hết, nhưng mà người ta an ủi mình câu, thôi bây giờ nói vậy nè, mình có một người thân mất, có ai giúp đỡ thay thế được gì không? Không. Nhưng mà sự an ủi của những người xung quanh mình, mỗi người đến với mình một chút, một giây, an ủi mình ghê gớm lắm. An ủi mình ghê gớm lắm. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng trên cuộc đời này, cái tình nghĩa nó nhiều hơn cái vật chất. Nó nhiều khi cái của một chút à, nhưng mà rất dễ thương. Và trong cuộc sống Pháp Hòa là Pháp Hòa cảm nhận cái điều này lớn lắm. Nhiều khi Pháp Hòa đi giảng, có một bác đem tới cho Pháp Hòa một cái khăn, do chính bác đó đang một cái tròn cổ, một cái, nhưng mà Pháp Hòa nhận cái khăn đó bằng tất cả cái tấm lòng, tại vì Pháp Hòa thấy được tình thương của người đối với mình ở trong những cái miếng vật nhỏ như vậy. Có nhiều bác là ngồi rang gạo, xây làm bột cho đem theo, dặn là lỡ đói bụng hay là không ăn được gì thì nhớ quậy cái này uống, tức là những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình nhận được cả cái tình thương trong đó, mà chính những cái đó nó nuôi dưỡng cái đời tu của mình. Thôi thì hôm nay, tối nay mình học 10 trí lực mà mới có 2 lực mà mình hết lực. Ngày mai ráng hết 8 lực nữa cho nó xong. Thì thưa đại chúng, khi mình học cái này rồi mình mới thấy, nói là Đức Phật có, nhưng mà thật ra nó rất thiết thực trong cuộc sống. Như nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, hai cái lực đầu là gì? Có được một cái trí lực biết được chân cái nào là chân lý, cái nào không chân lý. Và cái lực trí lực thứ hai là nhận rõ được nhân quả rõ ràng ba đời. Mình nói ví dụ như có một nhiều người ta ăn thiệt nhiều, ta không mặc. Còn nhiều người nhịn muốn chết luôn mà nó cứ lên. Và cái chân lý là trong tạng cơ thể của mỗi người, cái immune system, cái tiêu hóa mỗi người. Và có những người, người ta dạng của người ta là mình, ta là mình dây cho nên ta không có bị mập. Còn mình là mình dây mà dây thần. Người ta là dây luộc, dây lát rồi đó khác, còn mình là dây thần. Dạ. Khi mà chúng ta nói chữ Phật á, là danh từ chung tất cả các vị Phật. Nhưng mà thông thường khi chúng ta học Phật Pháp á, chúng ta hay nói rằng Phật dạy như thế này, Phật nói như thế kia. Thì đa phần là chúng ta muốn chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Ngài là một người hiện hữu trong cõi đời của chúng ta, và Ngài là người trực tiếp ban giáo Pháp trong cái cõi đời này. Cho nên khi chúng ta nói Đức Phật nói, tức là ý của chúng ta muốn nói rằng Đức Phật Thích Ca đó. Nhưng mà thật sự thì danh từ Phật là danh từ chung để cho chỉ cho tất cả chư vị. Thí dụ như Phật A-di-đà, Phật Ca-diếp, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, nhiều Phật lắm. Thì Phật Thích Ca cũng là một trong những vị Phật.
Hay là khi chúng ta nói chữ Như Lai thì Như Lai cũng là danh từ chung để chỉ cho tất cả các vị Phật. Mà mỗi một vị Phật có 10 danh hiệu. Mỗi một vị Phật mà mỗi một danh hiệu tức là một chất liệu của Như Lai. Hôm nay mình nói về cái tiềm năng của mỗi Như Lai, tiềm năng của mỗi vị Phật, mà chúng ta gọi là thập lực, hay là thập trí lực, hay là thập thần lực. Ngày hôm qua chúng ta nói nhiều về chữ lực. Lực tức là ở bên trong. Khi chúng ta đã huân tập đầy đủ thì chúng ta phát ra được cái lực. Thí dụ như những cái người mà người ta đánh võ đó, người ta luyện chưởng đó, là người ta phải có một cái công lực thì người ta phát ra được một cái chưởng. Thì chúng ta cũng thế, là chúng ta tu tập, huân tập Phật Pháp để chúng ta tỏ ra được một cái lực đó. Mà cái lực này chúng ta gọi là đạo lực, thần lực, hay là pháp lực, vân vân. Thì mỗi một vị Phật đều có đầy đủ 10 cái lực này. Và chúng ta là những người đang tu Phật, có thể chúng ta không có đủ, nhưng mà mỗi lực thì chúng ta có thể học và có thể kiểm lại coi mình có những cái lực gì. Và ngày hôm qua mình nói đến 10 lực thì trong đó có 2 lực đầu. Cái lực đầu tiên gọi là tri thị xứ phi xứ lực. Thứ hai gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Tức là có một cái trí lực. Không, bây giờ nó không phải là sức lực, nó không phải là lực gì nữa hết, mà cái lực này gọi là trí lực. Bởi vì người muốn có được cái trí lực thì người này phải huân tập sự tu hành thì mới phát ra trí được. Thì đại chúng nhớ là mình có 2 loại: trí thức và trí tuệ. Trí thức á, là do mình học mà mình hiểu thì những người dạy kêu trí thức. Ví dụ như người đó học lớp 12 cho nên họ lên họ trình bày, họ nói rất hay. Người kia học đại học, học tới thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, ta lên ra trình bày thì tất cả những sự trình bày đó đều là trí thức hết, do học mà nhận biết rồi nói. Nhưng mà rồi có những người, người ta mượn cái trí, cái học thức đó, cái trí thức đó, rồi người ta huân tập, người ta phát minh để người ta sanh ra được cái trí tuệ. Cho nên nhà Phật á, thì quan trọng nhất là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là do mình tu mà có, chứ không phải là do mình học mà được. Mình học rồi mình huân cái đó. Thí dụ như là quý chú, mỗi người có một nghề. Căn bản mình đi học nghề là người ta phải dạy, ta dạy vậy đó. Nhưng mà khi mình đi vào trong ngành nghề thì mình có những cái sáng kiến của mình để mình làm sao nhanh gọn mà đẹp. Hay là tất cả những cái nghệ thuật khác như là nấu ăn, cắm hoa, may vá, vân vân. Học hết á, nhưng mà mượn cái học đó làm cái thềm, làm cái cửa ngõ đi vào, rồi từ đó chúng ta phát minh để cái trí mình nó sanh. Thì sự tu cũng vậy. Chúng ta học Phật Pháp để chúng ta biết được những cái căn bản đó, rồi chúng ta phải ứng dụng. Giờ còn không thì chúng ta có được cái gì? Có được cái mớ học thức về Phật giáo, nhưng chúng ta thật sự không thẩm thấu bằng trí tuệ của mình. Cho hai cái đó nó rõ ràng. Ví dụ như tại sao mỗi bữa mình tụng kinh xong phải tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như biển. Mà thay vì thâm nhập kinh tạng mà học thức như biển. Bởi vì học thức như biển á, đôi khi nó làm cản trở đường tu của mình. Bởi vì học nhiều mà không tu thì nó trở thành ra một mớ cố chấp. Mà cái người học nhiều và cố chấp á, thì mình rất khó nói chuyện, mình rất khó hướng dẫn, và người đó không thể tiếp tục mở lòng học được. Cho nên nhà Phật trí tuệ phải như biển. Bởi vì trí tuệ là do cái tu, do cái tu mà sanh trí. Cho nên Đức Phật Thích Ca, sau khi mà Ngài tham học với nhiều vị rồi, Ngài đâu có thành tựu gì đâu. Mà nếu có thành tựu thì cái thành tựu đó chưa có thể gọi là rốt ráo cứu cánh được. Cho nên Ngài tự đi tìm một cái con đường cho chính bản thân Ngài. Và thậm chí Ngài xỉu ở dưới gốc cây, rồi Ngài tỉnh dậy, Ngài nghe cái tiếng đàn mà Ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ, à, cuộc đời tu hành của mình, sống tu của mình cũng giống như một người khải đàn. Nếu dây đàn đùng dùng quá thì dây đàn không kêu, mà dây đàn căng quá thì dây đàn sẽ đứt. Chi bằng cái dây đàn nó căng vừa chừng thì tiếng kêu nó hay. Mình cũng như vậy.
Mình ăn no quá là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, nó đủ chuyện hết. Mà mình đói quá mình cũng không được, đói quá nó cồn cào. Nghe pháp thì nghe, chứ còn ngửi hình như mùi chả giò chiên, mùi cơm xào, phải không? À, rồi mình đang ngồi mình tưởng tượng ở dưới bếp. Cho nên đói quá cũng khó tu, mà no quá cũng khó tu, mà mệt quá cũng khó tu, mà khỏe quá cũng khó tu. Tại vì những cái đó là những cái phương tiện để chúng ta đổ thừa. À, đạo Phật chúng ta là có ba thừa nha: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mà tu xong mình phát minh thêm thừa là đổ thừa. Mình không chứng được ba thừa, mình thêm thừa thứ tư là đổ thừa. Buồn ngủ quá tụng kinh không nổi, no quá ngồi thiền không được, lạnh quá không được, nóng quá không được, no quá không được, đói quá không được, mệt quá không được, phải không? Cho nên mình có những cái cách để mình nói. Thở đây á, mình có một cái trí lực. Thứ hai là cái trí lực này mình biết, mình nhìn, mình thấy rõ tất cả nhân duyên quả báo của từng việc. Có nhiều khi mình thấy vậy mà mình đâu có biết được cái quá khứ của cái việc đó. Đây là cái lời của một vị Bồ Tát tên là Kim Diệm Viên Mãn Quang trong Kinh Hoa Nghiêm, khen ngợi cái trí thứ hai của Phật. Như xưa khắp quan sát pháp tánh, tất cả biển nghiệp đều sáng suốt. Việc ấy ngày nay trong lưới sáng, cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ. Giờ mình qua cái trí lực thứ ba của Phật, đó là tri chư căn thắng liệt trí lực. Có một cái trí lực để biết rõ từng cái căn cơ nhanh chậm của chúng sanh. Chữ thắng là gì? Chữ thắng là thù thắng, là vượt trội. Còn chữ liệt là gì? Liệt này là hạ, liệt là thấp kém. Cho nên cái trí thứ ba của Phật gọi là tri. Tri là biết á. Chư căn, chư căn đó là tất cả các cội gốc. Thắng liệt, thắng là thù thắng, ý muốn nói là nhanh nhẩu. Liệt là chậm chạp, gọi là căn cơ nhạy bén và căn cơ chậm chạp. Có nhiều khi á, mình nói có một cái người, người ta căng, người ta nhanh lắm. Mình chỉ cần nói sơ sơ là người ta làm được. Mà có những người ngồi nói từng ly, từng tí, từng chút, từng phần vậy mà người ta làm được. Bởi vì mỗi căn cơ nó có nhanh chậm khác nhau. Rồi bây giờ mình đi bực mấy cái chuyện mà cái người căn cơ chậm cũng không được. Mình nếu mà cái người mà có biết được cái căn cơ, trình độ chậm mau của mỗi người thì mình sẽ bớt phiền. Bây giờ con mình có 3-4 đứa, mà có đứa mình chỉ cần nói sơ là nó hiểu. Và có những đứa thậm chí nó chỉ nhìn, nó chưa đợi mình nói là nó biết mình muốn cái gì, mình nói cái gì. Mà có thậm chí có những đứa mình phải nói toẹt ra thì nó mới hiểu, mà thậm chí nó còn chưa hiểu hết ý mình. Còn thí dụ như bây giờ á, mình ở Việt Nam mình sống một cái hoàn cảnh á, cái thời trước mình sống á, cuộc sống nó chật vật. Cho nên tự mình, hoàn cảnh nó đào tạo một con người phải tháo vát, phải nhanh nhẩu để có thể sống còn. Mấy đứa nhỏ mình đây, nó sống từ nhỏ tới lớn, cái gì mình cũng sẵn cho nó hết. Thí dụ nó đói, nó chưa kịp no, nó chưa kịp đói là mình đã cho nó ăn tiếp rồi. Mà thậm chí nó ăn, nó no muốn chết, nó không muốn ăn, mình cũng rầy ra, mình trợn ngang trợn dọc, mình ép nó ăn. Rồi nhỏ quá cái nó vô, nó rửa mình, nó thôi nít biết gì để mẹ làm. Cho nên riết mẹ làm hết trơn, nó không biết gì hết. Tới hồi mà nó lớn chút, kêu nó làm, cái kêu rửa cái chén, con rửa đúng cái chén. Nó nói tại sao mà con kêu rửa chén, con nói mẹ biểu con rửa có cái chén. Đó là tại vì sao? Vì cái hoàn cảnh, cái môi trường nó tạo cho một cái đứa nhỏ cái căn cơ nó chậm. Và có những đứa bây giờ nít ở đây 2 tuổi thôi, quý vị dục cái iPad nó bấm. Đó, cháu con mình ở nhà bây giờ 2 tuổi thôi, nút những cái function, những cái nút on, nút off, nút lớn, nút nhỏ, internet, password gì nó làm hết trơn. Mấy cái đó nó giỏi lắm. Tại vì cái hoàn cảnh của nó ở đây, cái môi trường ở đây làm cho cái loại căn cơ đó nó làm sao? Nó phát triển. Mà cái môi trường ở đây không phải là môi trường có nghèo khổ, cho nên làm cho cái căn cơ nhận biết được cuộc đời nhanh như nhẩu như mình ngày xưa không có. Nó được cái mặt khác. Nó được cái mặt về xã hội, về technology, về điện toán. Nhưng nó không ở cái mặt
hiểu biết về cuộc sống. Vì cái hoàn cảnh mỗi nơi nó mỗi khác rồi. Đó. Cho nên á, Đức Phật là người nhận rõ cái đó. Cho nên Phật có thấy căn cơ chậm lục hay là nhanh nhẩu, Phật biết mà Phật rồi tùy theo cái căn đó mình độ. Chứ mình không có bực. Nhiều khi mình có cái tính nóng lắm, dạy ai cái gì mà người ta làm hoài làm không được, mình bực. Đúng không? Nhưng mà mình bực vậy cũng tội, là bởi vì mình tự mình làm khổ mình, mà mình làm cho cái người mà người ta căn cơ chậm lục, người ta cũng khổ theo mình. Đó. Hồi nhỏ mà đi học lái xe, và cái phương tiện ở cái xứ này là một con người sống là một là phải biết lái xe nè. Không biết lái xe ở xứ này cũng khổ lắm, cho nên phải biết lái xe. À, rồi mình đi phải học đi la học lái xe, mà mình bước lên cái xe là mình đã sợ rồi. Mà cái ông thầy ông dạy mình á, ông cứ ngồi kế bên là ông tụng mình từ từ bước vô xe, tụng cho tới hết giờ mình khủng hoảng. Có nhiều người không có đủ nhẫn nại, đang học vậy tấp xe xuống, bước xuống xe nói thôi xin lỗi tôi không học nổi với thầy. Mà thậm chí ông dạy cho Pháp Hòa ông vậy, mình lên mình sợ quá, mắt mình trợn lên, tay chân mình cứ ngắt mình lái. Ông nói chú tên Hòa mà chẳng có thấy gì chú Hòa hết trơn. Hai con mắt chú trợn lên, ví dụ vậy đó. Không? Mình phải biết căn cơ chậm lục của mỗi người, mà mình để làm gì? Mình đưa cái pháp nó thích ứng. Mình đưa cái pháp nó thích ứng. Thí dụ như giờ cái đứa nào mà nó hồi nhỏ mà nhớ cái thời buổi mà chúng ta không có cái máy tính, đi học là mỗi đứa có một bó đũa. Chỉ cần có một bó đũa thôi, rồi cô giáo sẽ dạy cho mình làm toán qua cái bó đũa đó. Chứ làm gì mình có cái máy cái máy tính, phải không? Rồi mình ứng, mình nhờ cái bó đũa đó. Rồi Việt Nam á, là vì không có máy tính cho nên buộc lòng mình phải học cái gì? Học thuộc lòng cái bản cửu chương. Mà nhờ thuộc lòng bản cửu chương cho nên nó tạo cho con người, nó tạo cho cái người đó bắt đầu lanh lợi trong cái sự tính toán. Nhưng mà ở đây á, cái máy tính nó sẵn, cho nên giờ có biểu nó học nó cũng chẳng học, là bởi vì cái gì nó cũng sẵn hết rồi. Bây giờ quý vị thấy hồi trước á, người ta còn mướn người ngồi ngay cái parking lot thu tiền, giờ đâu cần nữa đâu. Bây giờ mỗi một cái ticket mình xong rồi là mình đưa vô, rồi nó tính tiền xong rồi đi ra cái để cái ticket vô cái cây nó mở lên cái mình đi. Ở bên Mỹ bây giờ có một số những cái parking lot công cộng ở phi trường á, mỗi một chiếc xe là một cây đèn, có một cây đèn nó chiếu xuống cái parking đó. Thứ nhất là khi mình lái xe mình đi tìm parking á, nó sẽ ngay cái đầu nó báo cho mình biết ở trong này còn ba chiếc, ba chỗ trống hay là bốn chỗ trống. Nếu mà những cái đèn nó chiếu xuống xe là đủ hết thì nó tự báo trên này là full. Cho nên mình không cần phải quẹo vòng vòng đi kiếm nữa. Mình đi lái đi ngang con đường, ngó vô mỗi cái cua quẹo, thấy mỗi con số là mình biết ở trong chắc chắn trong mặt bãi này còn hai chỗ, là quẹo vô là đúng không? Quý vị thấy không? Rồi cộng thêm như vậy để nó kiểm soát xe nào đậu over cái giờ. Chứ bây giờ mỗi cái những cái parking ở bên Mỹ có những cái nơi mà mỗi một cái bãi đậu xe là có một cái đèn, hàng ngàn chiếc xe thì là đều đủ đèn như vậy hết. Và bây giờ không, mình bây giờ những cái parking của mình phải lẹo quẹo vô cái mình đi vòng kiếm giờ khỏi. Chỉ cần đi ngang nó này hai, chắc chắn trong này sẽ còn hai chỗ, dưới kia ba là chắc chắn trong đó còn ba chỗ. Nó như vậy. Thế cho nên rồi hễ mà technology nhiều nào thì con người mình nó càng thất nghiệp nhiều, thấy ta không có chuyện gì để mình làm hết. Thậm chí bây giờ ta đang chuẩn bị nha, ta chế luôn cái máy, bây giờ quý vị thấy cái máy hút bụi rồi đó. Cái máy hút bụi nó bán ở Costco mấy trăm đồng đó, giờ cứ là ghim điện sạc vô set up giờ đúng giờ đó tự động nó đi ra. Nó hút hết cái nhà mình, mà nó hay cái là tới ngay cầu thang sắp rớt nó đi vô. Nó không lọt xuống đó. Nó hay như vậy đó. Cái máy nó nhỏ nhỏ tròn tròn đi vòng vòng nhà. Pháp Hòa đi tới nhà Phật tử và thấy có nhiều già đã có cái máy đó và người ta làm như vậy. Vậy thì mỗi một cái thời đại mà hễ mà cái đó đó thật sự ra đó, cái máy đó là do những người thông minh họ phát, cái người họ có trí tuệ họ phát minh ra những cái máy đó. Cho nên tất cả những máy móc mà chúng ta sử dụng mình nó trời, cái máy nào đó thông minh quá, mà thật sự con người chế ra nó thông minh mới chế ra được nó.
Vậy thì cái người đó có trí tuệ, có cái căn lanh lợi để họ chế ra những cái máy đó. Nhưng mà kể mà ngược lại cái đó nhiều nào thì con người mình không có sử dụng tay chân thì bắt đầu sức khỏe mình nó lùi sụp theo. Tại vì mình cái gì mình cũng tự động mình làm thì nó chắc chắn nó sẽ có sự vận động, và con người mình sức khỏe và có công ăn việc làm. Cho nên ở đây á, biết căn cơ của chúng sanh là để độ họ, dạy họ cho đúng pháp, đúng chỗ, đúng lúc. Có một vị mới hỏi, có nhiều chỗ á, tại sao có những cái việc mình thấy, mình nghe, mình biết mà không thể nói? Trường hợp đó làm sao đây? Thấy sai biết đó, biết đó mà tại sao không nói được? Không phải là không nói, bởi vì không đúng chỗ nói thì cũng không thể nói. Thì cái chữ không thể nói đây là bởi vì không đúng lúc để nói, không đúng chỗ để nói, và thậm chí có đôi lúc cái người đó mình không thể nói. Bởi vì mình biết cái căn cơ, cái chỗ, mình biết cái gì để mình độ. Cho ví dụ bây giờ mình thấy đứa con mình nó làm sai, nhưng mà nó nóng tánh lắm à. Mình nói mà lạng hoài là nó sạc lại mình. Rồi mà nhiều khi mình chưa độ được nó mà nó sực lại mình, cái mình bực. Rồi nó cũng bực, cho nên mình phải biết cái tánh tình của mỗi đứa con. Rồi mình lựa lúc, lựa thời mình nói với nó. Cho nên ở đây cái trí này mình cũng cần có. Mình phải cần có một cái trí để mà biết được cái căn cơ của chúng sanh, thắng hay là liệt. Thắng là thù, thắng là nhảy bén, liệt là chậm lục. Và cái đứa nào chậm lục mình phải nói từ từ, nói rất chậm. Thí dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói pháp thoại với đại chúng bằng tiếng Việt, Pháp Hòa nói nhanh. Mà bây giờ Pháp Hòa mới dạy các chú em, các Phật tử nhỏ nhỏ nhỏ, bây giờ dạy rất là chậm, là tại vì nó không hiểu tiếng Việt nhiều. Nói một câu mà muốn cho nó hiểu mình nói, phải hỏi coi nó hiểu không. Rồi giờ muốn chắc ăn nữa phải dịch ra tiếng Anh để cho nó hiểu mình đang muốn nói cái gì. Tại vì nhiều khi nó ngồi nó nghe vậy chứ nó chẳng hiểu mình nói gì hết. Nghe thì nó nghe có nghe, mà hiểu thì nó không hiểu. Cho nên mình phải có một cái trí để biết được cái căn cơ của chúng sanh, thắng liệt. Đây là cái lời khen của Bồ Tát. Thuở xưa tu hành đại phương tiện, theo cơ chúng sanh mà hóa độ, khiến khắp chúng hội lòng sạch trong, nên nay Phật thành căn trí lực. Cái người mà người ta có được cái căn trí lực á, là người ta biết ứng dụng cái phương tiện linh động lắm. Ứng dụng phương tiện linh động. Có một cái buổi lễ cưới của một em Phật tử người Việt lấy chồng người Mỹ, thì nó mới lên nói với Pháp Hòa là nó muốn thầy chứng cái lễ đó, mà thầy có luôn cái lễ dân trà. Vì nó thấy đối với nó là cái lễ dân trà của người Việt mình nó rất là hay, và nó muốn chồng nó cũng biết được cái lễ đó. Thì mình phải phối hợp một cái đám cưới ngắn gọn, để cho mọi người người ta ngồi, người ta không có quá lâu, mà đầy đủ ý nghĩa. Cho nên cái ngày đó Pháp Hòa làm lễ cho hai em đó, là Pháp Hòa làm rất ngắn, tức là chỉ nguyện hương bạch Phật và đọc một cái lời chúc tụng, chúc an lành ngắn. Và trước khi mà vào mọi lễ thì Pháp Hòa mời ba mẹ của em đó lên hai bên, rồi Pháp Hòa nói ý nghĩa dân trà. Thì sau khi xong thì những người Mỹ họ xuống, họ nói đây là cái lễ đẹp nhất. Bởi vì đối với phương Tây là họ không có cái lễ dân trà. Cái lễ dân trà là cái lễ nhớ ơn mà, mình nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Bây giờ trước khi mình trở thành người lớn, mình làm vợ, làm chồng, thì mình rồi tương lai đây mình sẽ được làm cha, làm mẹ. Rồi mình sẽ hiểu được cái tâm tình của cha mẹ. Cho nên đó là một phương tiện, mà mình phải có một cái trí nhanh nhẩu để mình biết linh động thời gian. Cho nên quý vị biết, một cái vị lên làm chủ lễ cũng vậy, phải linh động thời gian. Trong chương trình sắp xếp là tụng quyển nghi thức vậy vậy đó, nhưng mà có thể cái giờ lễ đó đã quá rồi. Bây giờ nếu mà vô lễ mà mình làm một cái thời
cái khóa lễ như vậy nữa là nó sẽ đình trệ rất nhiều. Cho nên thường những cái vị làm chủ lễ người ta linh động ở chỗ đó. Cho nên nếu mà mình có được một cái phương tiện là do mình có được cái trí lực, biết được căn cơ thắng liệt của chúng sanh mà chúng ta dụng cái phương tiện độ họ. Cái chính là độ sanh, còn hình thức như thế nào là tùy duyên tùy lúc. Được cái trí đó thì chúng ta gọi là có được một cái trí lực, biết được căn cơ của chúng sanh. Bây giờ người ta ra giữa nắng, người ta đứng ra nắng quá chừng mà mình làm cái lễ quá dài, hay là trời đang mưa mình làm cái lễ quá dài thì người ta lạnh ướt, hay là người ta nóng bức, người ta không thể tiếp xúc được. Cho nên một cái vị giảng sư cũng vậy, lên ngồi giảng mà mình đừng có nhắm mắt mình giảng, tại vì mình nhắm mắt mình giảng ở dưới người ta ngủ mình không biết đó, rồi hay là người ta có nghe không mình không biết, hay là người ta mệt mỏi mình không hay, ví dụ vậy. Giờ cái trí của thứ tư của Phật là tri chủng chủng giải trí lực. Chủng chủng là gì? Tức là biết rõ từng chút những tâm niệm của chúng sanh, là năng lực trí tuệ biết rõ tất cả quan niệm, tri kiến, kiến giải, tâm tình, tri thức, suy tư, ham muốn trong tâm chúng sanh, ham thích, vui buồn, giận ghét, oán hờn, vô số tâm trạng, chúng sanh có tâm niệm gì Phật đều thấu suốt. Có nhiều khi mình tiếp xúc với người ta mình không biết người ta nghĩ gì hết đó. Cái đó tức là mình chưa có được cái trí lực biết cái tâm niệm của chúng sanh. Cho nên mình mà biết được cái tâm niệm của chúng sanh thì mình làm gì? Mình tùy theo cái tâm niệm đó. Thí dụ như mình nhìn một cái đứa nhỏ con mình đi học về, bữa nay mình thấy là sắc diện nó, tâm trạng nó khác hơn ngày thường, thì tự động mình phải biết không có sai biểu nó nhiều, không có làm phiền nó nhiều, mà mình để cho nó có thời gian nó yên tĩnh. Rồi lúc đó mình sẽ tìm cách mình nói chuyện với nó, hay là mình nhờ nó cái gì đó, mà trong cái tùy lúc thôi. Cái điều này á, Pháp Hòa để ý lắm. Có nhiều khi á, mình ở trong một cái chúng, nhiều khi mình để ý với nhau. Có những người tự nhiên ngày hôm đó sao người ta kiếm góc người ta ngồi, thì mình phải để ý cái tâm niệm đó, mới ý cái người đó, để mình biết được cái tâm trạng người đó như thế nào. Một là mình mời họ nhập cuộc cho vui vẻ, hai là mình tự động làm một Bồ Tát, một người bạn không mời mà đến, để mình tiếp xúc với họ, để cho họ cảm nhận được cái sự chan hòa. Có những chúng sanh người ta có những cái mặc cảm, người ta tự động người ta đi vào đám đông nhưng mà người ta tách. Nhưng mà bàn tay của Bồ Tát thì không có từ ai hết, mình có thể mình mời người đó vào. Cho nên mình có được một chúng sanh hiểu được cái tâm niệm, rồi tùy cái tâm niệm đó mình giải. Có một cái ông đó, ổng trải lúa đó, ổng phơi trên bãi cỏ. Thì có một hôm ổng nghe tích tắc ở dưới cái lồng của cái miếng ni lông trải đó. Ông dở lên thì ông lượm được một cái vật quý. Thì ông nghĩ rằng rồi bên cạnh đó nó có một cái con chim rất đẹp. Thay vì ông khô rồi ông cất đi hồng, ông vẫn để đó để ông hy vọng rằng sự màu nhiệm xuất hiện lần thứ hai nữa. Ngày hôm sau thì cũng tích tắc ông dở lên. Thì lần này ông không thấy cái vật quý, cũng không thấy con chim. Ông thấy cái gì lạ lạ đó, ông đưa tay lên, ông coi cái gì thì nhầm, con rắn độc nó cắn. Và sau đó ông chết. Thì cái câu chuyện đơn giản đó chỉ để muốn nói chúng ta rằng ở đời có những cái mình thấy nó hên lúc đầu. Nhưng mà cái may mắn đó mình không cầu mà được á, thì đừng có nghĩ là may mắn đó sẽ lần thứ hai. Mà đôi khi cái may mắn nó trở thành ra cái họa. Hay nói một cách khác là mình tham thì mình thâm. Giống như cái chuyện mà quý vị đọc ăn khế trả vàng vậy đó. Cái chuyện Việt Nam mình ăn khế trả vàng vậy đó, thấy không? Thành thử ra mình hiểu được cái đó. Cho nên á, mỗi cái tâm niệm gì thì chúng ta tùy theo tâm niệm mà độ. Cho nên những cái lúc Phật đi giảng á, mỗi lúc Phật nói khác nhau.
Rồi mình nói ủa tại sao kỳ này Phật nói vậy mà kỳ khác Phật nói khác? Bởi vì tâm niệm có khác. Tâm, ví dụ như đối với người tu xuất gia hẳn hồi Phật nói khác, đối với một cái người còn tại gia Phật nói khác. Bởi vì cùng một cái tham mà hai tâm bị gì, hai hoàn cảnh nó khác. Ví dụ như tại sao đối với Phật tử tại gia đã có gia đình thì Phật lại dạy là phải thương yêu vợ, phải chăm sóc vợ. Nhưng mà đối với người xuất gia Phật đâu nói vậy được. Phật dạy là phải đoạn trừ những cái tình ái đó, vân vân. Cho nên biết được cái cảm xúc của chúng sanh, tâm niệm của chúng sanh. Cho nên cái chữ chủng chủng là gì? Chủng chủng là từng chút những cái tâm niệm đang hiện hành. Mà thật sự ra ở đời á, cái mà chúng ta dễ mà gọi là nhiếp hóa chúng sanh nhất á, là chúng ta để ý cái tâm trạng của nhau. Nhiều khi cái người đó họ vui vẻ lắm, họ rất là hoạt bát, nhưng không có nghĩa là họ không có những chuyện buồn. Và có đôi lúc mình gặp người ta lúc nào mình cũng vui vẻ, mình giỡn hết hết, đôi khi cũng không đúng. Tại vì những lúc đó người ta có tâm trạng buồn mà mình đem tới, mình lúc nào mình cũng giỡn với người đó thì nó lại trật. Đây là cái lời khen. Như các chúng sanh hiểu chẳng đồng, ý muốn việc làm điều sai khác, thuận theo mỗi người để thuyết pháp, Phật dùng trí lực được như vậy. Cái trí này còn gọi là thắng giải trí lực. Có nhiều khi á, mình hiểu được các chúng sanh là ý muốn việc làm điều sai khác. Ý mình muốn một việc, nhưng mà khi mình đi vào việc làm mình làm khác. Đây là cái trí thứ năm của Phật, là tri chủng chủng giới trí lực. Là sao? Là năng lực trí tuệ biết được tất cả mọi dạng mọi loài chúng sanh trong vũ trụ. Giới có nghĩa là tánh. Như chúng sanh này có tánh tham nhiều, tánh sân ít, chúng sanh kia có tánh đố kỵ nhiều, tánh bỏng sẻn nhiều. Tánh cũng có nghĩa là căn tánh tu hành, như căn tánh tu thiên thừa, thanh văn thừa, vân vân. Từ địa ngục cho tới cõi trời, từ loài hữu tình cho tới loài vô hình, loài có tư tưởng cho tới loài không tư tưởng. Ngài thấu rõ vì trong vô số kiếp Ngài đã ứng hóa làm vô số loài chúng sanh để thuyết pháp hóa độ. Cái trí này á, là cái trí biết được tất cả những cái tâm tánh. Cái chữ giới là cái tánh của chúng sanh, tiếng Anh dịch là cái nature. Và ở mỗi chúng sanh á, mình không có thể áp đặt là người nào nó cũng giống nhau. Có những người á, người ta sân nhiều, có những người người ta sân ít, có những người lòng từ người ta lớn, vân vân. Cho nên mình mà rõ được cái này nó cũng đỡ cho mình, là khi mình gặp những cái trường hợp đặc biệt trong cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng. Pháp Hòa ví dụ trong Cổ Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện á. Có một cái ông đó, ông đi tàu, ông đang đi trên một chiếc thuyền. Thì khi mà ông đi trên thuyền như vậy đó, thì tự nhiên ở đâu có một chiếc thuyền khác đi tới mà không có người lái, đụng vô chiếc thuyền của ông, nhưng ông không nói gì hết. Bây giờ giả dụ ông đang đi như vậy mà có một chiếc thuyền khác có người lái mà đụng vô như vậy, thì mình có tưởng tượng là cái ông đó, ông có chửi cái người trên thuyền kia không? Có, bởi vì ông sẽ mắng rằng đi đường bộ đuôi sao không thấy đường mà lũi vô như vậy. Nhưng mà chiếc thuyền kia nó không có người, cho nên bây giờ có lũi thuyền ổng, thậm chí có lũng có hư, ổng cũng không nói gì được. Bởi vì lúc đó ổng biết rồi, thuyền không có người mà chửi ai. Ở trường hợp này chúng ta cũng hiểu là chúng ta là những người chúng sanh sống với nhau, qua lại giao tiếp hàng ngày là thế nào cũng có sự đụng chạm. Bởi vì chúng ta đụng, có chạm mới có đụng, mà có đụng mới chạm, cho nên đụng chạm nó không thấy tách rời. Và chúng ta thường nói chơi với nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Mình bây giờ mình đừng có nói là người dưng nước lã, nội vợ chồng thôi, gia đình cha mẹ anh em qua lại mỗi ngày
Có những ngày cũng đụng nhau vậy, không? Cho nên ở đây á, mình có được một cái trí lực, mình biết rằng mỗi căn tánh của chúng sanh, có những người căn tánh tu hành và có những người căn tánh bỏng sẻn. Hiểu như vậy, cho nên á, một á, là mình tùy duyên phương tiện độ họ, hai á, là mình cũng giảm bớt đi cái phiền muộn đối với người kia. Tại vì cái căn tánh họ là như vậy. Cho nên á, ví dụ mình gặp một cái người nào họ ham tu á, cũng đừng có cười. Có nhiều khi mình gặp một cái người mà người ta ham tu quá, cái mình nói trời ơi, cái người đó tỏ vẻ như tu hành quá, thiệt sự là không phải đâu. Bởi vì từ nhỏ họ có cái căn tánh tu hành, mà làm gì làm rồi họ cũng hướng về cái sự tu. Mà mình nói họ không được. Cho nên những lúc mà mình gặp những người như vậy, thôi sau thời gian bây giờ mình không muốn cho họ tu, mà mình nói mà họ vẫn cứ tu, tự động mình sẽ hiểu người đó có căn tánh tu hành. Giới tánh gì, chúng sanh đâu phải lúc nào người ta cũng có cái xấu. Có những cái người người ta căn tánh người ta tốt. Cho nên nhiều khi mình gặp một cái người tốt quá, cái mình người thân của mình họ tốt quá trời quá đất, ai mà làm gì họ rồi mai mốt biểu giúp họ cũng giúp à, cái mình bực. Mình nói cái ông chồng tôi, cái bà vợ tôi, hay thằng con trai tôi, nó sao đất đó, mình không bình thường á, cái kẻ xấu như vậy mà nó cứ chơi hoài. Nhưng mà biết những cái căn tánh của người ta là cái căn tánh từ bi, căn tánh tha thứ. Còn mình là hở chút là mình giận, mình chấp, mình không tha. Chứ còn cái người kia, cái căn tánh ta là căn tánh trượng phu á, ta không có chấp. Cho nên mỗi người có một cái căn tánh. Ở đây cái câu là tri chủng chủng giới trí lực, tức là mình biết được, có được một cái trí lực để mình biết được mọi dạng mọi loài trong chúng sanh. Có những chúng sanh họ có cái tánh giới của họ là tham, ái, chấp, thủ. Có những chúng sanh là hỷ, xả, từ, bi. Biết được những cái căn tánh đó thì mình nhẹ nhàng. Cũng giống như chiếc thuyền mà đi đường thì thuyền phải đụng. Mà bây giờ thuyền không người mà nó vẫn nhào tới nó đụng mình thì mình trách ai. Thì ở đời cũng vậy. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta sống trong đời, hợp á, hễ mà có hợp á là có bàn. Hợp thì phải bàn, thấy không? Mà bàn thì phải cãi. Tôi kêu bàn cãi mà. Cái những cái mình nói ra, có những cái người ta không đồng ý thì người ta phải nói lên. Cho nên á, những cái từ mà chúng ta dùng ở trong cuộc sống nó có cái liên hệ. Chẳng hạn như mình nói tiền bạc, vậy thì bản chất của tiền là gì? Là bạc. Bạc đó là gì? Mỏng lắm. Mình mới mượn nhà bạn 200 ngàn, trời ơi mượn đầy nhóc vậy đó, nhưng mà thật sự mình đang có chuyện mình cần cho mình mượn chứ. Nhà bạn mới báo cho anh biết 200 ngàn vô băng của anh rồi đó nghe, là mình liền đi mua cái money order trả down payment cái nhà xuống còn 2 đồng. Cho nên tiền là bạc, không? Và mình biết bản chất của tàu là bè. Mình bản chất của máy là móc. Máy móc, tàu bè, xe thì cổ. Xe cổ, có đi có ngày nó phải cổ. Biết được cái cái bản chất của mọi loài như vậy. Vật chất, thí dụ biết bản chất của hoa. Giới tánh của hoa là đẹp, héo, tàn, hôi. Chưng hoa huệ, ở Việt Nam có hoa huệ trắng đẹp lắm, nhưng 3-4 ngày sau thì cái nước nó làm sao, hôi lắm. Bông vạn thọ cũng vậy, bông vạn thọ ngắt cái lá ngửi rất thơm, nhưng mà chưng vô nước vài ngày hôm sau thì sao, vạn hôi chứ không phải vạn thọ nữa. Không đó. Cho nên rồi bây giờ mình thấy được tất cả mọi chúng sanh, mọi người xung quanh mình ai cũng có cái căn tánh. Có những người căn tánh người ta rất nhẹ nhàng, rất tu hành, thì thôi mình đã thấy được cái điểm đó, mình nên ủng hộ cho người ta tu. Rồi mình thấy căn tánh người nào mà negative quá, tiêu cực quá, như tham, như sân, như si quá, một là mình khuyên giải. Bên cạnh khuyên giải đó, chấp nhận cũng làm cho mình đỡ không. Tại vì mình bớt phiền hà cái người đó. Đây là lời khen. Khắp hết 10 phương những cõi nước, tất cả vô lượng chúng sanh giới, Phật trí bình đẳng như hư không, trong chân long Phật đều hiện đủ. Ý muốn nói là cái chủng chủng, tức là cái nhỏ nhỏ đó,
Phật vẫn biết được hết tất cả những cái tâm niệm đó. Cái trí lực thứ sáu, sát tức tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực, còn gọi là biến thú hạnh trí lực, là năng lực trí tuệ biết rõ mỗi hạnh, mỗi hành động khi ta tu hay làm ra sẽ đưa tới kết quả gì. Ngài cũng biết công hạnh nào đưa tới giải thoát, công hạnh nào không, hạnh nào hữu lậu, hạnh nào vô lậu, hạnh nào tạp nhiễm, hạnh nào thanh tịnh, nhân và quả tu hành những hạnh đó ra sao, Phật đều rõ biết. Không phải pháp môn tu nào cũng giống nhau, có những pháp chỉ khiến ta sinh thiên mà không thể vãng sanh. Giờ Phật biết cái trí này là trí gì? Cái trí lực để biết tất cả cái chỗ đến của chúng sanh. Thí dụ như bây giờ á, mình thấy con của mình nè, giờ nó đi học á, nó đi học ngày nào cũng xách vở đi học, mà một tuần lễ đi học 5 ngày mà nó học có một bữa à. Rồi 4 ngày kia nó nghỉ nó đi chơi. Giờ mình nhìn nó đi học kiểu đó là mình biết được cái chỗ tới của nó không? Cái chỗ tới của nó là bằng đại học, hay là cái chỗ tới nó làm cu ly? Có thể là nó đi học kiểu đó là cái chỗ tới của nó là bưng bàn. Mới cách đây 2 bữa có anh em Phật tử, năm nay nó cũng 20 mấy tuổi rồi, mà nó cứ hết dọn qua tỉnh này, nó dọn qua tỉnh khác, nó cứ đi tới lui vậy, mà tới bây giờ nó học chưa rồi cái gì hết. Thì nửa đêm cách đây 2 hôm rồi nó lên nó thăm Phú Hòa, nó tự tỉnh khác nó dọn về lại em anh tin nữa. Nó vô thì qua mà hỏi con mới đâu về, nó nói là con ở tỉnh đó vậy đó. Mà hỏi bây giờ con đang học gì, nó nói con chưa học gì xong hết đó. Hỏi sao vậy, nó con đăng ký học mấy bữa con chán quá con bỏ. Rồi giờ con làm gì, con đang đi bưng bàn, chạy bàn cho người ta. Thì vừa nói kỳ này về đây định làm gì, nó con cũng chưa biết. Hỏi giờ trong túi còn nhiêu, nó con còn đủ, chắc đủ sống được 2 tháng. Thì Pháp Hòa mới nói là bây giờ con không có được cái định hướng là con biết, không lẽ giờ cuộc đời con chấp nhận là con cứ đi rửa chén bưng bàn kiểu này sao? Một là con phải đi học, rồi con đi học cho tới nơi tới chốn, rồi chừng đó con có một công ăn việc làm. Thật ra cuộc sống của con là bây giờ là con tự nuôi con, chứ còn con không cần nuôi cha mẹ. Nhưng mà con cũng không nên để cho cha mẹ bận lòng. Bây giờ là gần 30 tuổi rồi mà tới bây giờ chưa rồi gì hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói chuyện với anh. Thì ở đây cũng vậy, tức là có nhiều khi mình biết được cái chỗ đến của mọi người khi mình nhìn cái cách sống của họ, cái hành động của họ. Có nhiều đứa cái tâm niệm của nó từ lúc nhỏ là mình đã thấy được nó biểu lộ cái tánh hung dữ từ hồi nhỏ. Thì mình biết cái đứa này nếu mà không có dạy dỗ cẩn thận thì mai mốt nó trở thành ra một cái đứa tánh tình nóng nảy, ngang ngược và giận dữ. Cho nên á, mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó dữ, mình đừng có bỏ lơ. Và thậm chí có nhiều khi mình thấy còn nhỏ, nó hỏi mỗi lần đụng tới nó cung tay nó múa vỏ đó, mình nói hay quá con, trời nó giỏi ghê vậy đó, mới mình lớn biết thủ vỏ trơn. Mà mình đâu có biết là những cái lời tán tụng đó là những cái lời mình đã biết được cái chỗ đến của nó rồi. Cho dù mình thấy một đứa nhỏ mà nó nạt người khác, dạy liền chứ không để. Không thể để, tại vì nó nhỏ mình không có dạy như vậy á. Mà cứ để cho nó sống như vậy thì chắc chắn mình sẽ biết cái chỗ tới của nó. Chỗ tới của nó là cái chỗ tới của hung dữ, của ngang ngược. Có những cái đứa nó từ nhỏ nó biểu lộ cái tánh mà ích kỷ. Chơi với bạn mà không bao giờ chia sẻ. Cái gì của nó là nó cứ ôm, nó bo vô trong người nó vậy đó. Cho nên có những đứa nhỏ mình đâu có dạy, nhưng mà từ nhỏ nó đã biểu lộ cái đó. Và khi mình thấy dần già nó lớn lên, mình thấy được cái điểm tới của nó rồi. Cho bây giờ cũng vậy, trong chúng sanh mình nhìn, mình sống với nhau, hằng ngày mình quán. Cho nên thưa đại chúng, khi Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ, đệ tử, Phật tử cũng vậy, mỗi một cái khóa học vậy nói về vậy đó, Pháp Hòa sinh hoạt mà mỗi đứa Pháp Hòa để ý nó, cách chơi của nó,
là Pháp Hòa biết được cái tánh của mọi đứa. Ngay trong một cái game chơi thôi, nó đá hụt một trái banh mà cái đứa kia phỏng tay trên nó, và trong lúc nó giỡn nhưng mà nó biểu lộ cái nóng giận của nó đá một đứa nhỏ kia một đá. Từ đằng xa mình thấy là mình đã biết được cái căn tánh của đứa này, cái chỗ tới của đứa đó. Vậy thì chúng ta cũng có cơ hội chúng ta quán chiếu lại mình. Nếu hành động của mình cứ như vậy hoài, chỗ tới của mình sẽ đi đâu? Pháp Hòa ví dụ như là mình sống trong cuộc sống hàng ngày, mình làm việc chung với nhau, mình hay có cái tánh câu mâu, mình hay cứ la rầy người khác, mà nhiều lúc cái chuyện nó không đáng. Tự mình cũng phải biết mình. Mình cứ như vậy hoài thì bản thân mình sẽ đi về đâu? Con người mình sẽ đi về đâu? Cái chỗ tới của tâm niệm mình là cái chỗ tới không dễ thương, và người khác sẽ không thể thương được mình. Cho nên á, cái trí lực này á, là để tự nhận mình và cũng để thấy chúng sanh. Và đặc biệt là đối với những chúng sanh mà mình có duyên với họ, mình phải nên mượn phương tiện để giúp đỡ độ họ qua cái thấy này. Cho nên thưa đại chúng, cái trí lực này nó không phải là trừu tượng mà chỉ nói, nhưng mà nó thật sự nó cũng rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính bản thân mình cũng đôi lúc mình cũng phải thấy. Rồi đôi khi mình cứ sống bằng cái tập khí mà ham muốn của mình cứ bình thường. Có một cái em nó ghiền cờ bạc, nó biết cái đó là sai, nhưng mà mỗi khi cái cơn ghiền cờ bạc lên, nó không thể thắng được nó. Thì mỗi lần như vậy thì nói phone, nó chia sẻ, thì mà nói bây giờ mỗi lần như vậy thì mình thấy được mình sẽ đi tới đâu không? Sau một ván bài mình hết tiền thì cuộc đời mình đi về đâu? Trước mắt là mình đi về chỗ homeless nè, không có tiền ăn, không có chỗ ngủ. Đó, bây giờ mình đi ra đường mình thấy những cái người mà, xin lỗi, mình gọi là da đỏ đó. Mình thấy cuộc sống của họ mỗi tháng, họ lãnh lương của chính phủ mà họ xài trong vòng 2 tuần thôi. 2 tuần đầu là họ xài ngon lành lắm, nhưng mà 2 tuần sau là mình, khi họ xài như vậy là mình thấy rõ 2 tuần lễ tới đây họ sẽ đi về đâu. Cho nên cái chỗ này gọi là tri nhất thiết chí xứ. Chí xứ là cái chỗ đến. Cái chỗ đến tận cùng của cái con đường mà đến tận cùng đó của mỗi chúng sanh, vì mình có cái trí lực để nhận biết cái đó. Và thưa ở đây Pháp Hòa xin thưa hai việc. Một là tự mình phải nhận biết mỗi tâm niệm và cách sống của mình, cái hành xử của mình mỗi ngày, cái kiểu này sẽ đi về đâu. Thí dụ bây giờ mình sống chung với nhau mà mở miệng ra là gây lộn, thì cái hạnh phúc này nó sẽ đi về đâu? Vợ chồng này sẽ sống được dài lâu không? Mình tự nhìn, mình tự biết. Nếu như hai vợ chồng mà không thấy được cái điểm này thì cứ như thế mà sống, rồi rốt cuộc cả hai cùng tới cái chí đạo đó mà không có phương pháp. Không có phương pháp. Cho nên mình học Phật để làm gì? Để mình nhận rõ từng cái tâm niệm sinh khởi, cái cách sống của mình. Hồi sáng này Pháp Hòa làm lễ quy cho mấy em nhỏ đó, Pháp Hòa có giải thích cái chỗ này. Bởi vì mấy em nó nhỏ đó, Pháp Hòa không thể nói cái cao siêu mà nói cái thật rất gần. Thì cái lời Pháp Hòa nói về quy, Pháp Hòa nói như thế này: các con biết là mỗi người chúng ta có một cách sống hết, ai cũng có cách sống của riêng mình. Nhưng mà tại sao con phải học cách sống của Phật Pháp? Bởi vì nếu con học được cách sống của Phật Pháp thì con vẫn sống, con vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng con có Phật Pháp thì con làm cho cách sống của con nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ thương hơn. Thế thôi. Cho nên người Phật tử quy y Phật để làm gì? Để học cách sống. Ví dụ như con người mình ai không nói, ai cũng nói hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có học Phật thì cái lời nói của chúng ta nó sẽ có chất Phật, thì mình nói nó dễ thương hơn. Ai cũng phải đối xử hết á, nhưng mà nếu mình học cái cách mà đối xử Phật dạy mình thì cái đối xử mình sẽ thánh thiện hơn. Như vậy Phật giáo là gì?
là một phương pháp để giáo dục cho con người sống có an lạc, có hạnh phúc. Thế thôi. Cho ta hỏi anh theo đạo gì? Anh theo tôn giáo nào? Dạ tôi theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Là lời dạy của Phật giáo dục chúng tôi sống thánh thiện lành mạnh. Đó là Phật giáo. Phật giáo không phải là một tôn giáo, chỉ là một tôn giáo để chúng ta tin tưởng đi theo, rồi một ngày nào đó hiện đời là một tín đồ ngoan ngoãn, ai nói gì cũng được, rồi mai mốt chết Phật thương tình, tại lúc sống ngoan quá, nói gì nghe nấy, Phật cho lên kia ngồi. Đạo Phật không dạy cho tín đồ như vậy. Đạo Phật không dạy cho một người tín đồ chỉ có niềm tin thuần túy mà không biết gì hết. Anh có niềm tin nơi lời dạy của Phật là nếu mình học cái này, mình hành cái này sẽ làm cho con người mình thay đổi. Anh theo Phật. Cho hồi sáng rồi mới nói, lâu nay con vẫn sống mà, con vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng hôm nay con chính thức con tiếp nhận những lời Phật dạy vào cuộc sống của con, thì cuộc sống của con bây giờ nói, hành xử sẽ có khác. Bằng chứng như bây giờ, hồi xưa con bất cẩn, con có thể nghĩ đơn giản vợ là phải nghe lời tôi. Nhưng mà con biết rằng khi con học Phật rồi, con thấy rằng Đức Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Ví dụ một cái nhỏ thôi, Phật dạy mấy ông là một người chồng đừng khắt khe với vợ trong việc vợ mua sắm. Nhưng mà nghe vậy xong rồi chưa hết nha. Rồi ngược lại Phật quay ra mấy bà Phật nói nha. Phật nói là một người vợ được chồng giao ngân sách để mua sắm thì phải tự biết cái khả năng tài chánh của gia đình mà mua sắm. Tức là Phật cho người vợ, bởi vì Phật biết người nữ là thích sắm, thích trưng diện, thích mua sắm. Nhưng Phật cũng dạy là phải có tỉnh giác trong việc mua sắm, chứ Phật đâu có cấm. Vì Đức Phật là cái người sao? Tri tức, tri là biết chứ gì? Biết được cái hoàn cảnh chủng chủng căn tánh của chúng sanh. Người nữ là thích đẹp, Phật đâu có cấm. Có một hôm mà có các cô thiếu nữ làm đẹp, Phật không nói làm đẹp tốt lắm, nhưng mà con nên học làm đẹp tâm hồn. Tức là mình có quyền làm đẹp ở bên ngoài, nhưng Phật dạy nó sâu sắc hơn. Con cứ làm đẹp, nhưng mà con đẹp ngoài chưa đủ, con đẹp luôn cái nết nữa. Thì cái này người Việt gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. Đức Phật không cấm. Đức Phật nói làm vợ phải lo cho chồng cơm nước, ăn uống cho đàng hoàng, không vì shopping mà bỏ chồng ăn mì gói. Nhưng mà Phật nói xong rồi, Phật nói vợ phải lo chồng, nhưng mà Phật ngược lại, Phật đi tới mấy ông Phật nói nha, làm một người chồng đừng khó khăn trong việc ăn uống quá để vợ phải phiền lòng. Vỗ tay. Cho quý vị thấy á, ở cái chỗ này là Đức Phật nói là tri nhất thiết chí xứ. Mình học Phật rồi mình mới thấy là Đức Phật biết cái tâm niệm của tất cả nam nữ già trẻ, Phật biết hết. Tại sao Phật biết? Tại Phật đã từng. Ví dụ Phật dạy làm chồng, Phật đã từng làm chồng khi còn chưa đi tu, lại là một thái tử. Ngài đã từng là một người chồng. Và trong vô lượng vô số những cái gọi là tái sinh, luân hồi sinh tử, Phật đã từng làm con thú, làm con người, làm cái bông, vân vân. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ nè, bây giờ thôi, bây giờ mình nói trong cái hạn hẹp của kiếp này thôi. Mình từng sống nghèo chưa? Rồi. Mình từng sống những bữa mà cơm không đủ ăn chưa? Có. Mình từng sống những ngày cơ cực phải đón xe bus đi làm, đi học không? Mình từng sống những ngày mà tiếng Anh nói không được, nói tiếng trước, tiếng sau người ta cười không? Có. Trải qua hết. Cho nên bây giờ mình thấy người nói tiếng Anh không được, không cười.
Mình thấy người ta đi xa bớt mình không chế nhạo, tại vì mình đã trải qua cái con đường đó rồi. Và thậm chí nói ngược lại, vì tôi đã trải qua hết cho nên lòng thương của tôi càng lớn đối với quý vị. Vì tôi hiểu được cái nghèo cho nên bây giờ tôi thấy ai nghèo tôi thương. Chứ tôi đã từng bị người ta sỉ nhục cho nên bây giờ tôi thấy một người khác bị sỉ nhục tôi thương lắm, tôi thông cảm lắm. Mà tôi không có đốc suối. Và tôi đã tu như thế nào để tôi đã chuyển hóa được cái tâm hận thù từ tủi nhục. Bây giờ tôi thấy người đó có cơ hội đi tới hận thù do tủi nhục, tôi sẽ chỉ cách cho người đó chuyển hóa. Cái này gọi là tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Đức Phật trải qua, như Đức Phật đã trải qua khổ hạnh rồi. Trải qua khổ hạnh rồi, ăn rất ít cho nên bao tử nó bệnh. À, bao tử teo thì ăn ít, mà bao axit nhiều quá mà ăn cà ri vô nó đau bụng chịu không nổi. Cho nên trong kinh Phật nói, này các thầy, con đường này Như Lai đã trải qua rồi, các thầy không nên đi theo con đường khổ lụy này, khổ hạnh này. Thí dụ như á, nói về pháp môn tu cũng vậy. Có những pháp môn, ví dụ mình hay nói pháp môn nào cũng được, đúng, cũng được là cũng được, tùy cái căn cơ đó. Nhưng mà mình biết rằng à, cái người này á, họ như thế này là bất quá họ tới đó thôi. Thí dụ có những chúng sanh đó, người ta thích bố thí, người ta bố thí, nhưng mình biết là cái người này người ta có bố thí người ta được cái phước, nhưng mà ở cái mặt thấm hiểu Phật pháp chưa, tại vì người ta có học Phật pháp đâu mà để trí người ta mở. Cho nên cái người nào mà cứ đi trên con đường này thì phước có mà thiếu ở cái mặt tuệ, cho rõ biết như vậy. Có một em đó tụng kinh, nó tụng kinh thì nó không có quan tâm tới chuyện nghe pháp. Có một hôm nó mới khon cho bà, mới nói thầy ơi, bây giờ lúc này con được rảnh, bắt đầu con mở băng giảng nghe, thì con nghe thầy giảng thì con phát hiện ra ở trong con một cái khoảng trống hiểu biết về Phật pháp quá lớn. Tại lâu nay con không quan tâm nghe pháp, con chỉ để thời gian con niệm Phật trì chú vậy thôi, mà con không quan tâm nghe pháp. Bây giờ càng nghe Phật pháp quý thầy giảng thì con thấy con có một khoảng trống hiểu biết về Phật pháp quá lớn. Thì đấy, ở đây nó cũng trùng hợp vậy. Tức là mình nhìn mỗi cái cách tu của chúng sanh, mình biết được cái chỗ chí đạo của họ, cái chỗ đến của họ. Mà bây giờ nếu mà cái người mà họ cứ nghe pháp không, mà không hành cái pháp đó, thì cái chỗ đến của họ là gì? Ôm một mớ kiến thức chấp chặt, và lúc nào đi đâu cũng phô diễn cái hiểu mà hoàn toàn không có thấm gì hết. Cái người ta có thấm pháp là người ta biết, người ta ứng dụng được Phật pháp. Cái chỗ nào mà mình không có cái gì làm cho mình gọi là bực bội, phiền hà, bởi vì mình có hành pháp. Pháp Hòa ví dụ như là cái người mà người ta hiểu biết căn bản thôi, cái lư hương phải để ngay giữa Phật. Mà bữa nay chùa tự nhiên bưng lư đi đâu rồi, cái người ta hiểu à, tại vì cái chỗ này tấm Phật mà để nhang để đèn người ta xen vô nó rớt đổ tùm lum, thôi mình bưng lên trên kia tạm một ngày để hành lễ. Cái người mà ta học Phật pháp, ta thấm cái vậy, cái ta không có phiền. Còn cái người mà không thấm là sao? Lư hương không để giữa là không đúng. Từ sáng tới chiều đi gặp ai cũng quắc lại, lư hương không để giữa là không đúng. Cái tự nhiên sao? Mình hiểu là lư hương để giữa, nhưng mình không biết là có những lúc phải để chỗ khác. Và thậm chí nếu mà có một lúc nào đó người ta không cho mình thắp hương nữa, tại vì cái chất khói, chất nhang nó làm cho một số người bị bệnh chi chi đó, là cũng phải chấp nhận thôi. Đó, quý vị thấy được cái điểm này. Cho nên biết được cái trí lực đó, Đức Phật là, bây giờ mình học Phật, mình biết là Phật có cái trí lực đó, thì bây giờ mình nhìn mình cũng có thể học được. Từ cách sống của người đó, cách hành xử người đó. Đó. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy là, mình thí dụ bây giờ mình thấy cái người vợ đó luôn luôn không có
chăm sóc hay là không có trân quý người chồng trước mặt mọi người, mà cũng có thể làm những cái điều không có dễ thương, thì mình muốn biết được cái chỗ tới của người đó. Cái một Phật tử kia học Phật pháp nhiều quá, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là một người thâm hiểu Phật pháp, nhưng mà thật sự họ không hành Phật pháp gì hết, thì mình cũng sẽ hiểu được cái chỗ tới của người đó. Có những người, người ta cái khẩu nghiệp người ta nặng lắm, đi chùa cũng đi, làm phước cũng dữ lắm, tụng kinh cũng khá đó, kinh kệ cũng thuộc dữ dội lắm, nhưng mà khẩu nghiệp nặng quá. Mỗi lần mình nghe người đó nói, mình nghe mình lùng bùng lỗ tai, mình thấy rằng trời ơi, mình không thể tưởng cái người này có thể nói ra những cái lời nặng nề ở cái khẩu nghiệp vậy. Thì tự mình cũng sẽ biết được cái chỗ chí đạo của cái người đó sẽ tới, cái chí xứ của người đó. Đây là lời khen của Bồ Tát: việc làm mọi nơi Phật đều biết, nhất niệm tam thế đều không sót, thập phương quốc độ các chúng sanh có thể khai thị khiến được rõ. Khai là mở, thị là chỉ, mở và chỉ cho người ta biết được cái chỗ đó. Có một hôm nọ Phật đi đến nhà của ông cấp cô độc á. Phật đang ngồi ở trước uống trà với ông cấp cô độc. Ở đằng sau Phật nghe con dâu của ông cấp cô độc nó ăn ác cái dưới bếp á. Phật mới nói: ủa cư sĩ ơi, cái tiếng gì ở đằng sau bếp vậy? Thì lúc đó ông cấp cô độc ổng xấu hổ quá, ông nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nó là con dâu của con á, mà con từ ngày con cưới nó về cho con trai của con rồi, nhà con cũng phiền lụy với nó dữ lắm. Nó là dâu con mà ở trong nhà mỗi lần mỗi chút là nó hét lên mà riết tụi con cũng thua nó luôn. Đức Phật mới nói, mời cái cô đó lên. Lên thì hỏi: con có phải là con dâu của ông cấp cô độc rồi? Dạ bạch Đức Thế Tôn. Con về làm dâu nhà này được bao lâu rồi con? Nè bạch Đức Thế Tôn, con cũng mới có 6 tháng. Con muốn làm một người vợ hiền không con? Nói: dạ trời, làm vợ hiền ai muốn bạch Đức Thế Tôn, con đang học á. Phật mới nói: bây giờ Như Lai sẽ nói cho con nghe, có 7 loại vợ nè, con muốn làm loại vợ nào? Vợ như bà chị, vợ như mẹ, vợ như giặc cướp, vợ như bạn, vợ như đầy tớ. Phật list một lô 7 loại vợ rồi Phật giải thích: vậy con muốn chọn loại vợ nào? Quý vị đi tìm cái bài giảng 7 loại vợ. Phật biết rõ những cái tâm niệm đó, Phật nói cái chỗ chí xứ của người đó. Cho Phật khai đó, Phật khai rồi Phật thị chỉ cho người đó. Đây là cái tri lực, cái trí lực thứ 7 là tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực, hay còn gọi là căn trí lực, là căn lực trí tuệ biết rõ tất cả mọi loài, mọi cảnh giới của thiền định tam muội, mọi cấp dạng của sự giải thoát. Thiền cũng có vô số loại, phương tiện tu hành cũng đủ thứ, biết nội dung, biết ứng dụng của tất cả những thứ ấy là sức mạnh của trí tuệ này. Ở đây là nói hơi sâu hơn chút, là về vấn đề tu thiền định. Chư thiền có một cái trí lực để biết được chư thiền tam muội. Chữ chư thiền có nghĩa là nhiều loại, tam muội nghĩa là định tĩnh, chánh niệm, chánh định. Mỗi một cái người tu á, tùy theo cái thâm sâu mình tu mà người ta thâm nhập được cái cảnh giới thiền. Thí dụ như mình mới bắt đầu tu á, là mình lên núi mình ở. Tại sao? Tại vì mình sợ gì? Sợ ồn lắm. Đó thiền định đó, đi tìm núi non ngồi đó được, nhưng mà đó là thiền mới có được chút thôi. Tại vì rồi bắt đầu thời gian sau mình tu sâu sắc rồi, bắt đầu từ núi mình đi xuống, mình ra chợ mình ngồi. Ra chợ ngồi mà tâm bình an đó, là cái cảnh thiền của mình nó sâu rồi đó. Cho nên ngày xưa ngài Trần Thái Tông ngài nói tiểu ẩn á là ẩn trên núi, trung ẩn á là ẩn ở trong gia đình, còn đại ẩn là ẩn giữa đông người, giữa chợ. Thường thường mình nghĩ đại ẩn là phải ở núi chứ, tại sao lại phải đại ẩn mà ở chợ?
Nhưng mà cái chỗ tu của đạo Phật là không cần phải tách ly thế gian. Nhưng mà chúng sanh rồi, có những người người ta chưa đạt được cái thiền gọi là ngay giữa thế gian mà lòng vẫn tịnh, thì người ta phải tìm cái môi trường, phải không nè? Giống như mình giờ vậy đó. Cho nên mình ví dụ như giờ mình chưa có thuần, phải không? Đây, Phật giáo có phương tiện để tập cho con người thuần từ thân cho tới tâm. Cho bộ đồ vạt hò mặc vô. Giờ không lẽ tôi mặc bộ đồ vạt hò về mà tôi chỉ chỏ tôi đi gây lộn. Cho bây giờ cái tôi thuần được cái ngón tay tôi xuống. Rồi bây giờ mà giờ cái tôi cho tôi thuần chút nữa, cho tôi cái áo tràng tôi mặc vô, cái tôi mặc cái áo tràng vô cái tự nhiên tôi phải nghiêm túc lại. Tôi không còn lăng xăng như cái kiểu thế gian nữa. Rồi bây giờ hễ mà dẫn tôi lên chánh điện một cái tôi gặp tượng Phật là tôi phải nghiêm túc nói chuyện nhỏ nhỏ, chắp tay xá. Như vậy thì những cái phương tiện xung quanh mình như là tượng Phật, tiếng chuông, tiếng mõ, áo tràng, tụng kinh để chi? Để nhiếp phục mỗi con người của chúng ta từ thô cho đến thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ có ai mà dám đứng trước cái tượng Phật mà gọi là chửi bới, trừ những người gọi là một là không có niềm tin, hai là say xỉn, giận tức là không còn biết trời Phật gì là không tính. Còn những người bình thường là tự đắc phải kính. Đi ngang tượng Phật là phải cúi đầu. Ở trước tượng Phật không dám có những hành xử thô tháo. Như vậy thì người ta có thiền đấy chứ. Nhưng mà người ta mượn những cái hình ảnh xung quanh để chấn những cái tạp niệm của con người. À, bây giờ cái người kia người ta ngồi niệm Phật, ta chưa định. Niệm Phật mà tâm nghĩ lung tung quá, bưng cái hình Phật để trước mặt. Nhìn hình Phật niệm Phật, cái đó gọi là quán tượng niệm Phật. Nhìn tượng Phật tâm tỉnh. Rồi bây giờ cái tay của mình nó niệm một hồi nó không biết gì hết trơn, đưa sau chuỗi lần. Sổ châu niệm Phật, sổ là đếm, châu là chuỗi. Đếm chuỗi niệm Phật. Rồi bây giờ cái người kia niệm Phật mà niệm lâm râm hồi buồn ngủ, cho nên cho niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trì danh niệm Phật. Những cái đó là những cái hình thức đưa thiền định, nhưng mà ở cái mức độ nào. Đến con người thuần thục rồi, đi đứng nằm ngồi ở trong chợ, ở chỗ ồn, thậm chí vô những cái chỗ nhạc sùm, tiếng niệm Phật vẫn nhẹ nhàng đi. Cái đó là sao? Đại định. Vì Phật á, Phật biết được mỗi cái cảnh giới thiền định của chúng sanh. Thí dụ như có nhiều người ta ngồi ta ăn cơm ha, ta ăn ta enjoy. Còn có những người đưa muỗng cơm mà nghĩ, họ ngó ngó, mình nhìn mình cũng biết người này đang lo ra nè. Ăn cơm mà nghĩ ngợi lung tung nè. Biết không? Mình chưa tu nhưng mình nhìn với cái căn bản đó mình cũng biết á. Con của mình mà nó ngồi nó ăn cơm mà nó ngồi nó ngó trời ngó đất gì là mình biết nó mơ mơ màng màng rồi đó. Nó đang mộng dưới hoa đó. Vậy thì tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực. Tức là Phật biết được mỗi cái tình trình độ tu tiến thiền định của mỗi chúng sanh, mỗi hành giả. Cái người thầy cũng biết điều đó. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình lên tụng kinh á, mình nghe cái chú tiểu đó thỉnh mỏ, mình biết cái tâm chú đó. Qua cái tiếng mỏ mình biết, qua cái tiếng chuông mình biết, qua cái tướng chú đó đi mình biết được cái chú này, cái thiền định chú tới đâu. Thí dụ như một cái người mà người ta có định sâu á, chuyện gì mà nó rầm, nó xúc, nó đi tới á, người ta cũng không có phản ứng khủng hoảng như cái người bình thường. Đa số con người mình là hay phản ứng một cách rất mạnh, rất khủng hoảng. Nhưng mà cái người ta có đỉnh lặng ta không đến nỗi. Ta cũng có nhưng mà không đến nỗi. Cho nên á, các bậc mà tổ đức ngày xưa, các ngài đệ tử mà tụng kinh á, là các ngài đi tới đi lui, các ngài nghe. Có một vị thầy tụng kinh rất hay. Thầy tụng kinh là nghe là thảm não đó. Thì thầy của thầy nghe được cái tiếng tụng của ngài. Thì hòa thượng nói thầy này tuổi thọ không lâu. Mà đúng y vậy. Bởi vì sao?
Bởi vì ở trong cái tiếng tụng đó, nó lồng được cái cảnh giới mà cái tâm của người đó mà mình bình thường mình nghe mình không thấu. Những bậc mà người ta có, gọi người ta gọi là có cái thâm sâu thiền định hơn cái người kia, người ta nhận ra. Cũng giống như con mình vậy đó. Nhiều khi nó về nhà nói chứ trời ơi, mình làm cha mẹ nó mới vừa một hai câu là mình biết nó muốn gì rồi. Không, bởi vì mình cao hơn nó một bậc. Cái đó gọi là tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực. Đây là lời khen. Thiền định giải thoát sức vô biên, tam muội phương tiện cũng như vậy. Vì chúng thị hiện khiến vui mừng, tối tâm phiền não đều trừ sạch. Bây giờ đến cái trí lực thứ 8, gọi là tri túc mạng trí lực, còn gọi là túc trụ tùy niệm, là năng lực trí tuệ biết rõ đời mình trong kiếp quá khứ, những chuyện trong quá khứ sinh ra ở đâu, tên gì, phước báo ra sao, tội nghiệp thế nào, buồn khổ giận ghét trong một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vô số kiếp, Phật đều rõ thấu không lầm. Ở trên đây cũng nên giải thích thêm rằng, nếu chỉ biết những gì xảy ra trong kiếp trước mà không biết sự tương tục vận hành của nhân duyên tạo nên những nghiệp ấy thì chỉ gọi là thông. Kẻ phàm phu tu thiền có thể có khả năng này, nếu biết chuyện tiền kiếp, lại biết tất cả những nhân duyên liên hệ tiếp nối những nghiệp đó ra sao thì gọi là minh. Cho nên ta gọi là thông minh đó. Mình chỉ biết được một kiếp, hai kiếp và mới thông thôi. Nhưng mình không rõ được cái vận hành tiếp nối của nó nữa thì chưa thể là minh. Và hai chữ thông minh đó, giải thích cho đủ thì nó là như vậy. Thí dụ như mình ấy, tôi biết á, đời trước anh ăn hiếp ta lắm cho nên đời này anh bị ăn hiếp nó mới thông. Nhưng mà nếu mình biết được cái vận hành của nó như thế nào để nó diễn đạt tới giờ phút này, lúc đó gọi là minh. Minh là sáng, thông là chỉ mới rõ thôi, thông cái thôi. Nhưng mình chưa có minh là rõ từng chi tiết. Cũng giống như bây giờ vậy đó. Mình thấy sơ cái gì cái mình nói thôi, mà mình đâu có biết cái sự nhân duyên nó trùng trùng ở phía sau nữa. Ví dụ mình thấy tôi biết á, cây này tưới nước đầy đủ nè, nó tươi được vậy nè, cái này mới thông à. Còn nếu như mình biết được nó là lượng nước nó bao nhiêu và nó đã duyên với rễ như thế nào, phân như thế nào, biết được cái sự bao nhiêu phân, bao nhiêu nước. Ví dụ như mình thấy, mình nói mình ăn một món ăn, mình mà cầm này mình nói tôi biết á, cái món này nè, lăn bột khô chiên nè. Nhưng mà mình đâu có biết là lăn bao nhiêu bột hay là loại bột gì, và muốn cho nó ngon nữa phải pha thêm chút gì. Ví dụ như người ta ăn cây mì căng, người ta nói cái này bột mì căng bán sẵn quậy ra có chứ gì. Nói vậy được không? Được, nhưng mới thông thôi. Nhưng mà đâu có biết là để, nếu mà cây mì căng đó chỉ thuần là bột mì căng mua sẵn quậy nó sẽ không ngon, mà phải pha bao nhiêu bột bột năng, bao nhiêu cái gì và bao nhiêu nước thì nó mới ngon nữa, nó làm cho cái mì căng mềm ngon nữa. Cũng giống như mình hôm mình làm cơm rượu vậy, mình biết là chỉ sôi lên nếp rồi trộn men, nhưng mà nếu mình biết được cái vận hành của nó là hấp bao lâu rồi đem xuống xả cái chất nước nhớt của cái nếp đó rồi hấp trở lại thì nếp nó sẽ ngon, thì trường hợp đó là mình biết rõ cái nhân duyên vận hành để ra cái viên cơm rượu ngon. Ở đây là mình biết tri túc mạng trí lực, biết rõ sự vận hành của mọi cái túc nghiệp của mình, túc nghiệp, túc mạng tức là đời trước, cái sinh mạng của mình đời trước. Đây là lời khen. Trí Phật vô ngại gồm tam thế, sát na đều hiện trong chân lâm. Phật pháp quốc độ và chúng sanh hiện rõ đều do sức tùy niệm.
Trụ tùy niệm tức là mình đi theo từng cái tâm niệm. Thứ chín là tri thiên nhãn vô ngại trí lực, còn gọi là sinh tử trí lực, tức là năng lực trí tuệ thấy rõ mọi sự bằng cặp mắt siêu phàm hay thiên nhãn. Mọi sự ở đây nghĩa là việc sinh tử, như chúng sinh đẻ ở đâu, nơi nào, đầu vào con đường lớn đẹp ra sao. Nếu biết được chuyện quá khứ thì gọi là tri túc mạng trí lực, nếu thấy được chuyện ở hiện tại và tương lai thì gọi là thiên nhãn trí lực. Phật nhãn rộng lớn như hư không, thấy khắp pháp giới đều không sót. Lực dụng vô thượng bực vô ngại, Phật nhãn vô lượng hiển bày được. Cái này hơi khó, Phật có, mình chưa có. Cái thứ cuối cùng là tri vĩnh đoạn nhất thiết tập khí trí lực, tức là năng lực trí huệ đoạn trừ mọi thứ, mọi phiền não, mọi tùy miên, mọi thói quen, mọi tập khí đưa tới sinh tử luân hồi. Thói quen và tập khí là thứ khó trừ lắm, vì chúng nên mới có đủ thứ phiền não rắc rối. Ở trong này có một chữ gọi là tri, tức là biết đó, vĩnh đoạn nhất thiết tập khí. Con người mình ai cũng có tập khí đó. Tập khí là gì? Mình nói theo cái danh từ dễ hiểu bây giờ là cái tật. Cái bệnh thì chữa được Cái tật khó chữa lắm, ta cứ bệnh tật. Bệnh uống thuốc hết mà tật thì không thể gì, bởi vì cái tật là cái mình huân. Ví dụ như có nhiều người ta có cái tật, cái tật là nói không ngừng, ngồi xuống là nói mà nói không biết giờ biết giấc, nói không cần biết ta có nghe hay không, người ta hiểu hay không, cứ nói. Nhưng mà cái người mà người ta có tri á, tri cái giờ, tri thời, biết lúc nào nói, biết lúc nào ngừng. Còn giờ có nhiều khi cái tập khí của mình là không biết dừng. Và thưa đại chúng là mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí đó. Có nhiều người có cái tập khí không chơi thì thôi, mà chơi là không bỏ được. Gọi là giỡn mà chơi mà gọi là mê đó. Có nhiều đứa, bây giờ mấy đứa nhỏ qua thấy, nó có cái tập khí là chơi game. Và chúng ta cũng có cái tập khí nữa là send mấy cái message. Và có cái tập khí của mình là bây giờ, ví dụ hồi trước kia mình không có Facebook, không sao hết á, bây giờ mình có Facebook là cứ 2 phút mình check 1 lần coi có ai nhắn gì không. Mình mới chụp cái hình mình quăng lên trên Facebook, mình 2 phút sau mình vô coi có ai comment gì không. Là mình ngồi hồi là mình phải dở cái phone, mình bấm một cái coi có ai nói năng gì cái hình của mình không, ai có khen mình lúc này mập đẹp ốm xấu ra sao không. Thành thử ra mình thấy rõ ràng là tập khí là gì, là cái là do mình huân tập. Chữ tập đây là mình huân tập, mình kết nạp nó lại. Chữ khí là bây giờ nó trở thành ra cái lực. Cái khí là cái lực mà nó lôi kéo mình, mà mình không thắng được. Mà Đức Phật là người có được cái trí lực, thắng được cái tập khí. Còn bây giờ là mình á, có một cái lực gọi là dễ huân tập khí, mà không có cái lực chặt bỏ tập khí. Đó là cái của mình. Thì bây giờ mình tập, lâu lâu mình tập thử coi. Có những lúc mình mới vừa định đưa cái tay lên chụp cái phone check coi ai nhắn gì không, buông nó xuống rồi. Thắng chút đi. Sao nãy giờ không iPhone trơn ta, không biết cái phone có sao không. Mà bình thường mà người ta gọi hoài bực ghê vậy đó. Tìm hoài. Nhưng mà bữa nào mà cái phone nó im ru bà rù, không ai kiếm hết cái chở chị bấm giùm em coi phone em có sao không. Nó nãy giờ nó không reo gì hết trơn vậy đó. Thành thử ra mình phải biết cho mình là có một cái dễ nhiễm. Cái gì mà mình muốn huân là mình huân dễ. Cho quý vị thấy nè, thí dụ bây giờ mình mới đầu là mình hút con điếu, đâu có ghen. 2 điếu, 3 điếu, 4 điếu, tập riết cái nó thành ra cái tập khí là hút thuốc. Mà bây giờ muốn bỏ tập khí hút thuốc đâu phải dễ. Nhưng mà bỏ được, vừa định muốn hút tiếp buông xuống. Người ta rủ cỡ nào cũng không hút. Chứ mình nghe người ta nói là mình hút theo là không được.
Thôi thì hôm nay trong buổi này thì cũng không có thời gian nhiều, để chúng ta cũng kết gọn 10 cái trí lực của Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tuy nói là Đức Phật có, nhưng mỗi Đức Phật cũng là con người giống mình, mà Phật tu, Phật thành tựu được. Ở đây mình không có nói là mình sẽ thành tựu, nghĩa là 100% như Phật. Nhưng mà chúng ta học, một là để chúng ta biết được cái trí lực của Phật, thứ hai là chúng ta học đòi theo được những cái trí lực này mà nó thiết thực trong cuộc sống, đặc biệt là cái cuối cùng. Chỉ cần chúng ta có chánh niệm nhận ra mỗi cái tập khí của mình, thì mình giảm được những cái tập khí đó thì bản thân mình cũng nhẹ nhàng, người thân mình cũng sẽ có hạnh phúc hơn. Ví dụ mình có cái tập khí là hay bỏ nhà đi chơi, không cần biết chuyện gia đình, bỏ được cái tập khí đó thì tự nhiên mình sẽ thấy vợ con hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Chỉ cần chúng ta thấy được tập khí của mình, bỏ được cái bớt cái tập khí nào, liền có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Thì 10 cái trí lực này là những cái mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình để chúng ta có được cái an lạc. Và đó là cái mục đích của học Phật, không phải là học để rồi đợi mai mốt mình trả bài cho Phật, mà chúng ta có được cái an lạc ngay trong giờ phút này. Thôi thì xin kết thúc ở đây và chúc đại chúng có đầy đủ những cái biện tài, thời gian để chúng ta học hỏi Phật Pháp. Và đây là những cái pháp số mà trong Phật giáo chư tổ đã thường dạy, và chúng ta đem ra để chúng ta học hỏi với nhau. Nguyện cho tất cả đại chúng được một mùa Phật đản vô lượng an lành. A Di Đà Phật.